Hello, xin chào cả nhà. Xin chào các chị. Hello, hello các bác. Ngày hôm nay em Hiền về được rất là nhiều mẫu áo lót mới và rất là nhiều mẫu quần lót cực kỳ xinh, đặc biệt là quần lót gen, quần lót cốt tông gen bụng siêu đẹp luôn các chị ơi. Em Hiền xin chào cả nhà, xin chào các chị. Hello, hello các bác. Em Hiền xin chào các chị nhà mình ạ. Các bác đâu hết rồi? Trời ơi, hôm nay Hiền có siêu phẩm đây các chị ơi. Hôm nay Hiền có siêu phẩm đây. Rồi, chị nào xem livestream cho em Hiền xin một nút thả tim nha các bác nha. Hôm nay Hiền có một em áo lót siêu đẹp, cực kỳ nâng đẩy luôn, dành cho những chị nào thật ra là con này ngực bé hay ngực to, các chị đều hoàn toàn mặc đẹp. Và hôm nay Hiền có quần gen này và có áo bora này, rất là nhiều mẫu. Và ngày hôm nay em về được một ít áo bora rất là xinh. Em áo bora này em Hiền cũng ôm được giá thanh lý đấy cả nhà. Nó là mẫu mới luôn nhá cả nhà, rất là xinh luôn á. Em Hiền sẽ để cái giá siêu sốc luôn. Hôm nay Hiền có hai mẫu bora rất là đẹp. Rồi mọi người đâu hết rồi, sao không đọc được comment này? Sao không đọc được comment này? Các bác đâu hết rồi ạ? Để em Hiền bắt đầu lên ngay bây giờ nha. Rồi ok. Rồi chị nào đang xem livestream cho mình xin một cái comment với được không các bác ơi? Đó, em thấy là cái livestream nó bị ẩn comment đó cả nhà. Em đang phải sử dụng một cái máy tính để đọc comment của các chị ấy, như là đang sao không đọc được comment của ai luôn á. Các bác có thể cho mình xin một nút comment của các chị được không ạ? Nó bị ẩn comment này, em thì đang không đọc được comment. Em nhìn có áo lót mới cực kỳ đẹp, mẫu mới nhá cả nhà nhá. Mẫu này em đảm bảo luôn là chưa có nhà ai có ngoài nhà em. Duy nhất có một mình nhà em có, em khẳng định các chị luôn. Bởi vì là đợt này nó đang bị đóng biên ấy, nên là hàng về nó rất là khó khăn. Nên là khi hàng về một cái là bản thân em là phải ôm hết, ôm chọn luôn, chưa cho ai bán. Em chắc chắn 100% các bác không mua ở đâu được cái shop nào con áo này của em Hiền đâu. Rất là đẹp nhá. Facebook nó đang bị ẩn comment, vậy nên là nhiều lúc em Hiền cũng sẽ không đọc được hết comment của các chị. Vậy nên là các bác ơi, các bác đặt hàng thì các bác comment mã đơn hàng thì lại số điện thoại là hệ thống em sẽ lên đơn nhá. Cái mẫu này, cái màu ở ngoài nó rất là đẹp, nhưng mà lên live do đèn hơi sáng nên là màu nó hơi bị nhạt một tí xíu, nhưng mẫu này xinh lắm luôn. Rồi các chị ơi, cho em Hiền xin một nút thả tim nha. Bác nào xem live thì cho em Hiền xin một nút thả tim, hoặc là cho em Hiền xin một lượt chia sẻ nha các chị yêu nhá. Áo này đúng không ạ? Đây em Hiền sẽ rơi màu các chị xem. Áo này không gọng này, nhưng dòng quả ngang là cái dòng auto, gọi là tạo khe và cực kỳ nâng luôn. Nên là nếu như chị nào mà muốn tìm chiếc áo là mỏng này, mềm này, mát này, mà cũng phải là nâng đẩy này và tạo khe xinh này, thì các bác nên tranh thủ chốt ngay của em Hiền mã này. Comment thì em Hiền là C10 và để lại số điện thoại cho em. Con này là 260k một áo. Nhưng mà bởi vì đây là cái giá mở hàng và em Hiền về được có 600 áo thôi. Vậy nên em xin phép là chốt cho một ít cho đối khách hàng chốt đơn trên line này với cái giá là 199k. Em khẳng định luôn giá này không nhà nào có và chưa có bất kỳ nhà nào có hàng cái mẫu này luôn á cả nhà. Dạ, hello các chị. Con này là mút mỏng nhưng ngực bé, em khẳng định các chị luôn là mặc rất là đẹp. Bởi vì ngày hôm nay khi con này về hàng một cái là nhà em là 6-7 bạn nhân viên, em bắt đứa nào cũng mặc thử. Mặc thử để lên xem là lên cái dáng như nào. Thì các bác ạ, ngực bé nhá, mặc lên nó rất là ôm. Con áo này mặc không hề bừa một tí xíu nào. Có cái áo nào mặc đi biển không? Áo nào mặc đi biển không à? Nhiều lắm chị ơi. Mấy con bra rất là xinh, mình có thể mặc đi biển cực kỳ đẹp nhá. Dáng quả ngang các chị ơi. Em áo này là dáng quả ngang, vậy nên là nó tạo khe. Và từ chiều đến giờ khi mà em up ảnh con này lên ấy, em chụp về hàm cái là em chụp ảnh, em up ảnh lên luôn, là em quay mới quay video thôi, thì khách nhà em đã chốt đơn ở trong inbox rất là nhiều và giá là 260.000. Và đối với các bác mà chốt đơn trên line này và cho em Hiền xin một nút thả tim, em để các chị giá là 199k mẫu mới nha các bác nha. Comment thì em Hiền là C10 và để lại số điện thoại. Em có màu này nó sẽ gọi là màu hồng này, màu này nó sẽ là màu kem này, màu này nó sẽ là màu đen này, và màu này nó sẽ là màu cam. Màu rất là đẹp, cực kỳ gọi là đẩy ngực này, nâng ngực rất là xinh nhá. Mút mỏng, con này là mút mỏng gần 2 phân thôi. Mút mỏng 2 phân và nó đẩy ngực, nâng ngực. Nhớ em Hiền, dòng này không phải là dòng đệm dày nhá. Con này là mút nó rất là mỏng và dòng này là dòng không có gọng. À, con áo này các chị bỏ dây áo ra để mặc về quay thì rất là tuyệt vời luôn. Mẫu này không gọng nhá. Comment thì em Hiền là C10. Em về được có 600 áo thôi, số lượng nó rất là ít. Em bỏ dây áo ra cho các chị xem. Em đảm bảo luôn ngực to ngực bé các chị đều mặc đều, con này đều rất là đẹp. Và các chị ơi, các chị mua em áo này để mặc về áo 2 dây, mặc áo quay cho em thì cực kỳ xinh nhá cả nhà nhá. Comment thì em Hiền nó sẽ là mã C10.
C10 và để lại số điện thoại cho em. Bỏ dây áo ra rất là đẹp, cực kỳ ôm luôn cả nhà. Em nói rồi, những cái dòng quả ngang đó cả nhà là những cái dòng mà cực kỳ gọi là tạo khe, bởi vì mặc lên nó sẽ không bị bừa áo đâu, rất là xinh. Em thì dơ bảng màu lần nữa nhá. Comment hãy em là C10 và để lại số điện thoại nên lấy 2-3 chiếc đi các chị ơi. Mỏng, con này là mỏng thôi nhưng rất là nâng đẩy. Con này nó giống như cái con C10 nhá cả nhà nhá. Con này nó giống như cái con áo đúc ấy. Bác nào mua áo đúc nhà em rồi, bác nào mua áo đúc rồi thì sẽ biết ạ. Áo đúc nó rất là mỏng thôi nhưng mà nó lại cực kỳ tạo khe luôn. C10 và để lại số điện thoại giúp em. Em có màu hồng là 1 nhá, em có màu kem là 2 này, em có màu đen là 3, và màu này của em thì nó sẽ là màu cam, ngực bé mặc được. Để em hiện giới thiệu các chị em nhá. Áo này của em hiện này ngực bé các chị hoàn toàn mặc rất là xinh. Đó, nhưng mà nó không có nâng quá nhiều, nó sẽ chỉ rất là ôm thôi. Còn nếu như bác nào, quan trọng là con này nó sẽ đẩy ngực rất là xinh luôn ạ. Sao đây mẹ? C10 và để lại số điện thoại giúp em. Dạ, 260.000. Và đối bác nào chốt đơn trên line này, em sẽ có cái giá là 199k. Và các chị ơi nhớ nhá, mình đặt hàng trên line thì có giá tốt, và ngày mai nhân viên nhà em các bạn ấy sẽ gọi điện chốt đơn rất là nhanh. Chứ còn các chị mà chốt đơn ở inbox sẽ trả lời nó rất là lâu các bác nhá. Mặc gọn để ngực con này rất là ôm nha các chị nha. C10 và để lại số điện thoại mẫu mới của năm nay, chưa có bất kỳ nhà nào có. Và giá em hiện chốt đơn ở trên trên bài viết và chốt đơn trong inbox là 260. Các bác chốt đơn trên line này và nhớ cho em mình xin một nút thả tim nha. 199k một áo. Em nhìn có quần lót gen, hôm nay em nhìn mới về một con quần lót gen cực kỳ đẹp luôn, kiểu như là quần cốt tông đấy cả nhà. Mã là C10Q33, có size cho người 52 cân không? Q33 hết hàng rồi đúng không em? Q3 hình như hết hàng rồi người đẹp ơi. Hôm nay mới nhận được 2 triệu nhà chị hôm nay rồi, hàng đẹp chất lượng, em cảm ơn rất là nhiều nhá. À, em có size là 34, 36 và 38. Em thì rơi bảng màu một lần nữa này. Màu cam là 1 này, màu này nó sẽ là màu hồng là 2 này, màu này sẽ là màu kem là 3 này, và màu đen là 4. Em mặc cho các chị xem màu đen nhé, con này màu nào cũng xinh. C10 và để lại số điện thoại. Áo này các chị mặc có dây cũng được và mặc quây. Cái quan trọng á là em hết hàng, Q33 em hết hàng rồi người đẹp ơi. Q33 thì không về được hàng nữa rồi. Q33 không về được hàng nữa rồi chị đẹp nhá. À, hôm nay thì có cái con quần đúc, nó đã về size bé rồi các chị ơi. Đợi em một tí xíu này, C10 và để lại số điện thoại giúp em. Mỏng, dòng quả ngang các chị ơi, chị nào ngực áo mặc áo nhá, nó cứ bị hở quả ấy cả nhà, mặc áo nó cứ bị bé, nó không có khe ngực đẹp ấy, thì các chị nên lấy sang cho em những dòng quả ngang như thế này. Trời ơi giá rẻ lắm, có 199k một áo thôi. Giá em hiện gọi là giá tương tác ấy cả nhà, giá yêu thương đấy. Sau một thời gian nghỉ livestream khá là lâu vậy nên em hiện để các chị giá. Em khẳng định luôn không có nhà nào có áo này nhá. Có mẫu nào nâng mà dây bản nhỏ hoặc mỏng không ạ? À? Em không thích bản to, em nhìn có đợi em một tí xíu này. Rất là đẹp luôn. Các chị ạ, rất là đẹp luôn, cực kỳ nâng luôn. Cái áo này rất là chắc chắn nhá. C10 và để lại số điện thoại nên lấy 2-3 chiếc đi các chị ơi, màu nó quá đẹp. Em có màu cam, màu hồng, màu kem và màu đen, màu nào cũng nhẹ nhàng. Cái màu cam này ở ngoài nó rất là xinh nhá cả nhà nhá. Lên like thì nó hơi bị nhạt một tí xíu. Đây em cho các chị xem cái quả mút thật sẽ như này. Con này thì mút nó gần 2 phân nhá cả nhà nhá. Nghe em nói này, con này nó không phải là quả dày nhưng mỏng, nhưng mà dòng cái dòng quả ngang là cái dòng tạo khe, dòng tạo khe đẩy khe rất là đẹp luôn. Và các chị ơi cái áo này này, cái bản dây à, các chị nhìn bản dây áo này nó có kiểu có cái độ ma sát đấy, nên là khi mình mặc cái áo này này nó sẽ không bị tụt áo nhá. Các chị mặc quê mặc hai dây cho em thì tuyệt vời vô cùng luôn á. C10 và để lại số điện thoại cho em để em mình lên quần. Ngày hôm nay em về được có đúng 500 con quần này, xuất sắc lắm. Và mỗi khách thì chốt 4-5 quần là em tin chắc rằng bay màu luôn trong buổi tối ngày hôm nay luôn. Em mình rơi bảng màu lần nữa nhá. C10 và để lại số điện thoại này. Màu hồng là 1 nhá, màu kem là 2, màu cam là 3 và màu đen là 4. 200. Giá chỉ đang có giá là 199k em nhầm, 199k một áo thôi. C10 và để lại số điện thoại đen. Em nhìn qua mãi cả nhà. Áo này nó đẹp hết nước chấm luôn. Đây em nhìn lên các chị con quần này. Em hiện đang có lên áo bra này trước đi nhở. Em sẽ mặc con áo bra này trước nha. À, con này là B7 hay là B6 hả? B7 đúng không? Mấy hôm các chị hỏi con B7 còn hàng không, em còn 2 màu, màu đen và màu xanh, mỗi màu còn đâu đó khoảng 6-7 cái. Cái áo đây là không ở đâu có cái giá tốt như nhà em đâu, vì cái áo này em hiện ôm được giá thanh lý cả nhà. Em còn đúng có 2 màu thôi, không còn màu thứ 3 nhá. Chốt nhanh hồi em hiền comment hãy em hiền là B7 hả nhỉ? B7 và để lại số điện thoại cho em hiền này. Áo bra rất là đẹp nhá. Áo này có mút, các chị mặc đi tập gym, tập thể thao cho em hay là đi bơi, đi lội gì đó, dễ mặc lắm cả nhà, rất là dễ mặc và cái chất này nó cực kỳ mát luôn. Em tri ân các chị con áo này dành cho các bác nào đầu like thả tim cho em xin một cái này. Thả tim thôi, chỉ cần thả tim thôi là hạnh phúc rồi. Comment hãy em là B7 và để lại số điện thoại cho em. 99k một áo, các chị không nghe nhầm đâu. Các chị ạ, nhận hàng con áo này xuất sắc vô cùng luôn. Cái mút của nó là mút dày nhá.
mút này là mút của nó đệm 2 phân. Cái mút này là ngực nâng đẩy mặc quá là đẹp luôn. Đó, ngực bé mặc lên rất là xinh, ngực to quá thì các chị có thể bỏ mút ra hỏi em Hiền B7 và để lại số điện thoại chốt nhanh đi cả nhà. Có 99k một áo, có màu xanh và có màu đen, không chốt nhanh là hết hàng. Em chỉ có mỗi một màu nó chỉ có 6-7 cái thôi. Ok chưa? B7 và để lại số điện thoại cho em. B7 và để lại số điện thoại cho em. Đây các chị ơi, dưới 60 cân là các bác mặc vừa nhá. Con này rất là co giãn nhất cả nhà nhá. Màu xanh và màu đen. Số lượng có 99k cái thôi, không có nhiều. Mã này B7 và để lại số điện thoại, 99k một áo. Bản áo rất là đẹp nhá. Con này co giãn rất là mát. Bản thân em cũng phải lấy đủ màu để mặc đấy cả nhà. Cái giá này là giá thanh lý, chứ bây giờ mà cái giá ở đâu mà một con áo này có 99 nghìn à cả nhà. Nó rất là rẻ. Dạ, comment hãy em thì là B7 và để lại số điện thoại nhé. Đang bán hàng muốn chết, ế muốn chết đây này. Không hiểu sao đợt này bán hàng ế quá các bác ơi. Ế quá trời luôn. Màu xanh và màu đen. B7 và để lại số điện thoại cho em. Màu xanh này mặc lên nó rất là tôn da nhá. Các chị có cần em thì mặc màu xanh cho các chị xem ạ. B7 và để lại số điện thoại cho em. Dạ đúng rồi, ở bên này nó bị ẩn comment đấy cả nhà. Bây giờ các bác cứ comment mã đơn hàng để lại số điện thoại em thì lên đơn nhá. Dạ em thấy đơn của bác rồi. Ôi mẹ bông ơi, lâu lắm rồi không gặp. Áo này đẹp lắm chị ơi, chị lấy hai màu cho em đi. Vì là không còn hàng và không về thêm hàng nữa đâu chị yêu ạ. B7 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. Áo này đẹp lắm, có 99.000 thôi. Em Hiền qua mã. Rồi em Hiền lên các chị một cái mã quần quần lót dạng như là quần lót cặp cao ghen bụng thần thánh. Một cái quần lót cặp cao ghen bụng thần thánh nhà em. Rất là đẹp. Trời ơi, em phải đấu tranh rất là khắc nghiệt thì mới ôm được một ít cái quần này cho các chị nha. Quần này comment với em Hiền nó sẽ là mã Q16 đúng không ta? Q16 và để lại số điện thoại cho em. Các chị ơi, cạp cao qua rốn này nó rất là ôm bụng, ôm mông, ghen bụng đẩy mông các bác nha. Mã này comment với em Hiền là Q16 và để lại số điện thoại cho em. Chất liệu là cốt tông 100%. Cái chất liệu để các chị mặc nó mát này, nó thấm hút mồ hôi này. Quần này là nó ôm mông, đẩy mông và đặc biệt là ghen bụng rất là gọn luôn. Mặc cái loại này nó không bị khó chịu như quần ghen, tại vì cái quần ghen là nó kiểu như là chuyên dụng là quần ghen đi. Thì mặc cái độ siết của nó sẽ nhiều hơn. Quần này nó cũng là quần ghen nhưng nó dạng kiểu cốt tông ấy. Cho nên mặc cái loại này sẽ rất là đẹp nhá, nó eo lắm. Các chị nhìn cái đường thắt eo của nó này. Comment hãy em mình là Q16 và để lại số điện thoại giúp em. Quần này em Hiền đang bán 65.000 một quần, nhưng mà đối các bác chốt đơn trên live mọi người nhớ em Hiền này. Mọi người hỏi tại sao bán 2-3 giá vậy, ngày hôm nay bán một giá, ngày kia bán một giá, không phải đâu. Mọi người mua hàng trên live luôn luôn được giá tốt hơn nhá. Bán rẻ mà ế, đúng rồi nhà em, ế lắm rồi nhá. Không hiểu sao bán rẻ mà ế cả nhà. Không hiểu sao đợt này vía kiểu gì á. Comment hãy em Hiền là Q16 và để lại số điện thoại cho em. Quần cốt tông cạp cao qua rốn nhá cả nhà nhá. Bác nào thích cạp cao mà thích ở chất phải mềm phải đẹp thì comment hãy em Hiền là Q17 à đâu Q16 và để lại số điện thoại cho em. Quần này em sẽ bán là 200.000 cho 4 quần. Em sẽ xả các chị với giá là 50.000 một quần thôi. Đối với các bác chốt đơn trên like nhá. Comment hãy em mình là Q16 và để lại số điện thoại cho em. Màu nó quá đẹp, cốt tông 100%. Q16 không có một con quần cốt tông mà cạp cao vừa ôm bụng vừa ôm mông như này đâu. Comment hãy em mình là Q16. Đâu cái gì? À, em ấy mà nhà tin mua hàng muốn chết mà không có trả lời. Không có. Tại nhân viên làm việc chậm thôi. Bác cứ chốt đơn trên live với em Hiền sẽ có nhân viên nhà em trả lời đơn hàng của mình ngay. Inbox nhà em Hiền trả lời hơi chậm. Ôi các bác ơi, mọi người chốt đơn trên live của em Hiền nhá, là ngày mai sẽ có người gọi điện ngay tức khắc trong buổi sáng ngày mai. Q16 và để lại số điện thoại, có 50.000 con quần lót. Ở đâu ra có 50.000 con quần lót đẹp như này? Cái quần em Hiền đã mặc hết hàng các bác nha. Q16 và để lại số điện thoại. Chốt đi, số lượng nó ít lắm. À, con áo C10 vừa rồi là có giá 199k. Cái áo em thì đang mặc ở đây chắc nói các chị không tin đâu, chắc các chị nghĩ hàng lởm. Bán có 99.000 à? Có rất nhiều chị nói chứ trời ơi, cái áo có 99.000 mua làm gì, với cả nhìn này là kiểu như là hàng rẻ quá, nó không có chất lượng ấy. Dạ thưa các bác, áo này em Hiền xả nhá cả nhà nhá. Áo này em Hiền ôm được giá thanh lý, vậy nên em Hiền bán cũng giá rất là tình thương cho các bác thôi. Chứ áo này ở ngoài không bao giờ có giá dưới 190.000, phải hơn như vậy các chị. Áo này form áo nó rất là đẹp nét vô cùng luôn. Comment với em Hiền nó sẽ cái này, quần này comment với em Hiền nó sẽ là Q16 nhá cả nhà nhá. 200.000 cho 4 quần, có nghĩa là có 50.000 cho một con quần lót này thôi. Đặt hàng highlight xong lúc chốt đơn toàn hết size thôi. À đúng rồi, người đẹp ơi thông cảm giúp em. Đợt này hàng hóa nó cũng bị nhanh hết hàng lắm. Đợt này các bác cũng biết là bên Trung Quốc nó vẫn đóng biên hết cả nhà. Vậy nên là hàng em về được số lượng nó cứ nhỏ giọt được có một tí tẹo thôi cả nhà, nó không có nhiều. Vậy nên là đặt hàng một cái các bác chốt đơn có thể là buổi trưa ngày hôm tối ngày hôm nay các bác chốt đơn, nhưng mà sáng ngày mai gọi cho các bác là hết hàng rồi. Nên em bảo các bác rồi, mình chốt đơn trên live cho em, mình đừng chốt đơn inbox là mãi hoài không có trả lời. Đến chiều tối nhân viên nhà em mới trả lời đến inbox của mình và đến lúc trả lời là hết hàng. Ok chưa? Q16 và để lại số điện thoại nhé. Quần này đẹp lắm.
Bác nào mà thích chất cốt tông mà ôm bụng gọn bụng mà nó đẩy đẩy mông cho mông mình nó tròn gọn bụng quá thì nên lấy sang cái quần này giúp em. 200.000 cho 4 quần. 200.000 cho 4 quần. Không phải đâu, em ế là em ế thật. Đợt này bán hàng ế thật. Mọi người có chốt đơn nhiều thế thôi. Nhưng mà cái đến lúc là cái mẫu này nó bị hết size. 2 tháng nay rồi là em đợt này nhá, trong mỗi khoảng 1 tuần trở lại đây em Hiền mới về được ít hàng mà về được có tí tẹo thôi, nó về nó không bõ bèn gì đâu các chị ạ. Chứ còn 2 tháng nay là không có hàng về, vậy nên là hàng lúc nào cũng trong tình trạng là bị hết size. Những cái mẫu mới đẹp như này các bác chốt đi. Các bác chốt mẫu mới đi, đừng chốt mẫu cũ nó toàn bị hết size thôi. Rồi ok chị ạ, comment thì em Hiền là cái này là B7 nhá cả nhà nhá. Em còn một con áo bra này nữa, có nên lên không ta? Em còn con áo bra này dành cho bác nào mà gọi là thích thích mặc theo kiểu như là mặc áo bra thay áo lót và mỏng thôi nhá, nó không có nâng đẩy nhưng mà nó ghen hết phần mỡ lưng, ghen hết phần mỡ nách. Em có cái áo bra này rất là đẹp. Nhưng mà vấn đề là sao nhờ, em có số lượng nó rất là ít thôi cả nhà. Mỗi màu nó chỉ có tầm hơn chục cái thôi. Đó. Thì lên mẫu áo nào nâng ngực dành cho ngực ngực bé đúng không ạ? Đợi em một tí xíu nhá. Em có con áo này rất là xinh các chị ơi. Áo này rất là đẹp đây. Rất là xinh đây, em mặc cái màu này nhỉ. Mặc cái màu đen nhỉ. Em mặc các chị con áo này. Tình hình là cái con áo này là mẫu mới nhưng mà em Hiền bán được, em ôm được số lượng cũng rất là ít thôi. Ôm được sale số lượng rất là ít thôi, rất là đẹp nhá. Em sẽ để các chị giá rất là tốt trên like này. Và bác nào mọi người ơi, cái áo này nhá thì mọi người vui lòng là mình chốt đơn trên like giúp em. Em cũng không áp ảnh đâu, vì số lượng nó ít lắm. Có màu thì được 20 cái, có màu thì được 5 cái, có màu được 6 cái thôi, số lượng nó rất là ít. Con áo này rất là xinh. Áo này thì nó không có nâng đẩy đâu, nhưng mà nó gom ngực, gọn ngực hết cả nhà. Ô không, nha, không nha. Không nha, em nhầm nha. Em nhầm nha, đẹp lắm nha các chị nha. Trời ơi, xinh quá. Xinh quá. Mặc lên cái dáng ngực nó đẹp quá các chị ơi. Áo này thì mọi người có một chút ngực nhá. Ngực kiểu như là ngực như kiểu như là sao ta, ngực chỉ có hai con ốc vít thì mà không đẹp thôi, còn có một chút ngực thôi là mặc lên rất là xinh. Các chị nhìn được em mình cái form áo này. Em áo này nhá, em Hiền dơ màu, em Hiền dơ màu cho các chị xem. Em Hiền đang còn những cái màu như này. Thôi được rồi, xinh như này em sẽ cho các bác chọn màu. Bởi vì lúc đầu tiên trong đầu của em là em sẽ bán rất là rẻ và em sẽ xin phép là không chọn màu, bởi vì số lượng nó ít lắm và con áo này sẽ không về hàng. Các bác ngắm em mình cái form áo này. Trời ơi các chị ơi, bản sau áo nhá, bản đúc nhá, 62, 63 cân thoải mái cho em Hiền luôn, rất là co giãn bản đúc này này. Nó rất là ghen lưng và gọn mà con này mát vô cùng luôn. Nếu như bác nào không thích mặc áo lót mà kiểu như là mình muốn mặc mặc bra thay áo lót thì các bác nên tham khảo sang em này giúp em. Comment thì em Hiền nó sẽ là mã B8 và để lại số điện thoại giúp em. Em biết shop Hiền Tây không vậy? Không, em chả biết shop Hiền Tây là shop nào. Em chỉ biết em store và Clara và Hiền. Gọi là sao, Hiền đồ lót thôi, Hiền nội y thôi. Em không biết Huyền Tây là Huyền nào hết chị. Em không biết. Em biết nó là nó nào hết. Comment hỏi em Hiền, cái này là B8 và để lại số điện thoại giúp em. Các chị ơi, em để các chị giá rất là sốc này. Nghe giá em thì rơi bảng màu nhá. Nghe giá này. Chắc là mỗi một khách, nếu mà khách nào chốt nhiều nhất em xin phép là chốt cho 2 cái, không chốt 3 cái, không chốt 4 cái, số lượng ít lắm. Màu cam là 1 nha. Màu xanh ngọc là 2 này. Màu trắng là 3 này. Cái shop đó rất là đảo. Màu kem là 4 này. Màu xanh là 5 mà xanh này xanh này gọi là xanh gì ta? Xanh da trời à? Màu này là màu đen là 6 này. Comment thì em Hiền là B8 và để lại số điện thoại giúp em. B8 và để lại số điện thoại cho em áo này. Em xin phép tặng các chị con áo này với giá là 99.000. 99.000 một áo. Các chị ạ, ngực bé quá thì mặc nó không có độ nâng thôi, nó chỉ ôm ngực thôi. Bởi vì cái dòng này là mút nó rất là mỏng nhá cả nhà nhá. Có mút nhưng mà mút mỏng thôi, nó không có nâng. Nó chỉ ôm ngực, gọn ngực, nên là ai mà mình có một chút ngực mẹ sẽ dòng mặc sẽ rất là xinh. Còn ngực bé thì mặc nó sẽ ôm ngực. B8 và để lại số điện thoại cho em, 99k một áo. Và các chị ạ, nếu như mà bác nào mà form người hơi to, mặc kiểu như là cái phần mỡ lưng, mỡ nách nó hơi nhiều xíu, và các bác mặc áo lót thì nó bị dày quá, thì các bác nên tham khảo cho em những cái dòng áo kiểu dạng như này. Rất là mát, áo này không hề nóng một tẹo thì đeo nào cả. Comment của em Hiền nó sẽ là mã B8 và để lại số điện thoại cho em, 99k một áo. Số lượng rất là ít, em Hiền rơi bảng màu một lần nữa nhá. Màu đen là 1 này, màu cam là 2, cái này gọi là hồng cam nhá cả nhà nhá. Màu xanh ngọc giúp em này. Màu này nó sẽ là màu trắng này, màu này sẽ là màu kem này, và màu này của em Hiền nó sẽ là màu xanh da trời này, và màu đen, màu rất là đẹp các chị ơi. Đó, số lượng rất là ít nhá.
mua đồ lót bên chị rồi thành fan cứng luôn. Thank you chị rất là nhiều. B8 và để lại số lại 99k thôi. Em bán áo này rẻ quá trời. Các chị nhìn em cái form áo này. Ôi đẹp lắm. Có cần mặc sang màu khác không chị? Có cần mặc sang cái màu khác thì các bác ngắm không ạ? Màu nào cũng xinh các chị ơi. Không, em phải lấy em mặc đó cả nhà. 99k thôi, rẻ quá trời rẻ luôn. Ôi em không nghĩ là đẹp này đâu các chị ơi. 62, 63 cân thoải mái co giãn lắm đấy cả nhà nhá. B8 và để lại số lại. Mặc cái màu hồng này đi ta. Mặc cái màu này ra. Mặc thử cái màu này nhá. B8 và để lại số điện thoại giúp em. 99.000. Rẻ quá trời rẻ đây này. Rẻ quá trời rẻ đây này. Ôi màu nào cũng đẹp với ôi mà con áo này nhẹ tênh luôn á cả nhà, nó ôm ngực lắm luôn á. Đây. Màu hồng cũng xinh lắm nhá. Cái màu hồng này tôn da lắm các chị ơi, các chị nhìn cái dáng ngực này, dáng áo này. Trời ơi xinh lắm luôn. B8 và để lại số điện thoại giúp em. B8 và để lại số điện thoại cho em. Màu trắng, màu đen, màu kem, màu xanh, màu hồng, màu xanh ngọc, xanh này xanh ngọc à. Xanh ngọc và xanh da trời nhá cả nhà nhá. 99k một áo, các chị không nghe nhầm giá đâu. 48 cân mặc thoải mái chị. 48 cân mặc thoải mái. 100k luôn đi em. Dạ vâng, bác nào mà bác nào yêu quý em thì tính em 100.000 cũng được. Em cũng rất là hạnh phúc nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. B8 và để lại số điện thoại cho em hiền qua mã nha các chị yêu nhé. Con áo này đẹp quá trời luôn. Chốt nhanh, số lượng nó có ít lắm, không nhiều đâu ạ. Vì cái hàng này là em bán 99.000 là em sẽ không về hàng đâu. Và cái giá không bao giờ có giá như này. Ok chưa? B8 và để lại số điện thoại nhé. Vài hôm nữa các bác nào mà lỡ mà có nhìn lại cái livestream này của em mà xong rồi đi qua shop khác mua giá cao hơn thì lúc đấy lại tiếc nha. Áo này không thể nào mà giảm sâu hơn được đâu ạ. B8 và để lại số điện thoại cho em. Rồi, em hiền qua mã nhá. Bây giờ các chị muốn lên quần lót đúng không? Em hiền đang có một cái con quần lót rất là xinh. Đẹp lắm các chị ơi. Em hiền đang có con quần này rất là xinh. Nhưng cái em quần này nó chỉ dành size cho các bác nào có cân nặng dưới 50 cân thôi. Nó hơi gọi là nó hơi mini một tí xíu cả nhà. Bác nào gọi là 35 cân cho đến 50 cân đâu rồi thì bơi vào đây giúp em. 49 cân mặc hơi rộng một tí xíu nhá. Em có con quần này nó rất là đẹp, chất liệu của nó là quần cốt tông ấy cả nhà, nó rất là mát nhá. Nhưng cái form quần này nó hơi mini một tí xíu, nó rất là nhỏ. Bác nào có cái cân nặng khoảng dưới 49-50 cân thì mình mặc vừa giúp em. Em tri ân các chị con quần này với giá là 150.000. 150.000 cho 5 quần, tính ra nó chỉ rơi vào có 30.000 một con quần, rất là sexy, chất liệu cốt tông mà rất là mát như thế này. Comment thì em hiện nó sẽ là mã Q2 đúng không ta? Q2 và để lại số điện thoại cho em. Q2 và để lại số điện thoại nhá. 150.000 cho 5 quần. Màu rất là xinh các chị, em hiện chỉ có 3 màu thôi. Màu đen, màu ghi và màu trắng. Q2 và để lại số điện thoại cho em. Nhớ em hiện dưới 50 cân mặc vừa cho em. Quần này thì nó khá là co giãn luôn. Chất liệu cốt tông mà nên là mặc cái loại này rất là mát và cực kỳ đẹp nha, sexy nha. Mã là Q2 và để lại số điện thoại. 150.000 cho 5 quần. Tính ra nó rơi vào có 30.000 một quần thôi. Màu đẹp lắm. Và em xin thông báo các chị là em nhìn về được cái con quần này. Nhưng mà em hôm nay em nói nhân viên nhà em là chắc phải tăng giá con quần này thôi, chứ mình bán sale con quần này mà mình lại về hàng thì chết rồi. Tại vì hôm vừa rồi là em nghĩ nó không về được hàng nữa, em thì mới xả. Mà bây giờ nó lại về thêm 500 quần nữa thì không biết là có nên bán tiếp tục cái giá này không. Bởi vì cái giá này là nó không còn lợi nhuận luôn cả nhà. Vậy nên hôm nay em về được cũng 500 quần. Thì có thể nếu mà các chị mà yêu quý em, bác nào mua áo quần đúc nhà em rồi cho em thì xin một cái feedback đi, xem con quần đúc nó có đẹp hay không ạ. Bán cái giá này là bán vì đam mê chứ cái giá này không có lãi luôn đó cả nhà. Đây. Con quần này này. Em bán con quần này là bán vì đam mê chứ nó không còn lợi nhuận luôn đó cả nhà. Bởi vì cái giá hôm vừa rồi em sale mà bây giờ em mà bán giá sale thì em lỗ luôn cả nhà. Thật sự luôn. Hôm nay nói nhân viên là có bây giờ chị tăng giá được không chứ bán này bán lỗ ấy, chị không có, hoặc là ngày mai nhân viên chốt đơn, ngày mai nhân viên có thể không lấy lương của chị được không? Trời ơi các chị ơi, con quần này đẹp lắm. Bác nào mua quần đúc rồi cho em thì xin cái feedback đi. Các bác feedback đi để em nhìn, có lẽ em nhìn sẽ để cái giá sale cho các chị trên line này. Chứ cái con quần này, khách nhà em mua con quần này là 70.000 một quần. 70.000 một quần nói không điêu nhá, nói mất lộc luôn các bác nhá. Nhà em hiền xả con quần này là 130.000 cho 5 quần. Tính ra nó có 26.000 một cái thôi, rẻ gấp 2, gấp 3 lần nhà người ta luôn. Quần này của em hiền nhá, chất liệu đúc này, cạp cao này, ôm bụng này, gọn bụng này. Mặc quần này không lộ một tí đường viền nào cả. Comment thì em hiền nó sẽ là quần đúc và để lại số điện thoại cho em. Các chị em hiền có rất là nhiều màu nhá cả nhà nhá. Em hiền có
Em có cả màu đen nữa, nhưng màu đen em không có để đây, tại vì màu đen trên line nó hơi tối, em không có để màu đây. Màu nó rất là đẹp luôn các chị ạ. Con quần này em Hiền có size, em có size cho các chị từ em có size cho các chị từ 48 cân. Em còn size cho các chị từ 48 cân cho đến 65 cân. 48 cân đến 65 cân nhé. Mà dưới 48 cân thì em chưa có về được hàng và em sẽ không về hàng nữa. Với cái giá 130.000 như này là không còn lãi đâu các chị. Cặp cao như thế này, cái con quần cặp cao như thế này các chị ạ, cặp cao không đường may như này, mặc rất là ôm bụng ôm mông này, mà có 26.000 một quần thì các bác không chốt được chốt cái gì các chị. Quần này mặc rất là mát và nó phù hợp cho cái thời tiết mùa hè này các chị. Mặc quần này siêu mát luôn. Nhớ em Hiền, chị nào auto từ 48 cân đến 65 cân thì chốt, dưới 48 cân thì mặc nó sẽ bị rộng. Và không chốt đơn của em Hiền tại vì nó hết size rồi. Comment này em Hiền là quần đúc và để lại số điện thoại giúp em. Quần đúc và để lại số điện thoại. 130.000 cho 5 quần, có 26.000 một cái thôi. Em có màu đen này, có những cái màu như này. Quần đúc và để lại số điện thoại nhá. Số lượng nó ít lắm, mọi người tranh thủ chốt nhá. Và cái quần này thì em sẽ còn về chỉ 500 quần này là em hết rồi, em không về hàng đâu. Vì cái giá này là không còn lãi đâu các bác. Bán phải có lãi chứ. Bây giờ bán không có lãi thì chết rồi à. Nào bây giờ mà chuẩn bị đi bán, đi tìm những cái con nào có lãi để bán. Quần đúc và để lại số điện thoại giúp em. Và có rất là nhiều khách nhà em đang quay lại mua con quần này đó cả nhà. Bởi vì là con quần này nó rất là đẹp. Quá vừa 130.000 thôi. Em bán 130.000 năm quần. Qua vừa 100. Em xả 130.000 năm quần. Em xả các bác là 130.000 năm quần này. Em về được đúng 500 quần em không nói điêu nhá. Đấy, giá bán lên 2 lên thuyền đấy, chết rồi. 130.000 năm quần, sốc cực kỳ luôn đó cả nhà. Đâu quần này trước giá cũ nha. Giá cũ của cái quần này là 180.000 cho 5 quần. 180.000 cho 5 quần mà bây giờ em bán có 130.000 cho 5 quần. Có cả màu đen nữa, đây nó sẽ có những cái màu như em hiện đang cầm ở đây. Đó, nó có 5-6 màu luôn, rất là đẹp. Nhất này, quần này này qua mua của chị đó. Thôi đừng nói nữa, buồn quá. Rất là đẹp, 130.000 năm quần. Không đường may, siêu mềm, siêu mát luôn. Mặc rất là mát và nó có size. Quần này em còn size L và size XL. Size bé nhất của nó là size M, nhưng em không còn size M. Size M là dưới 48 cân mặc vừa giúp em. Size L và XL nhá. L với XL là 48-65 cân là mặc vừa giúp em. Comment thì em hiện là quần đúc và để lại số điện thoại đây. Em Hiền qua mã nha các bác nhé. Quần đúc và để lại số điện thoại. Đẹp quá trời đẹp luôn. Qua mã đây. Bán con quần mà cảm thấy hơi não nề một tí xíu. Ok chưa? Rồi em Hiền qua lại cái mã áo này cho các chị nhá. Đúng rồi, em vẫn gửi bên giao tiết kiệm thôi chứ em không có gửi bên nào hết các bác. Bên giao tiết kiệm vẫn là chân nào nhất các bác. Quần em Hiền đang mặc không bán nhá. Rồi em thì sẽ lên các chị một em áo. Có bác nào chưa mua C50 nhỉ em Hiền không ạ? Có chị nào chưa mua C50 không ạ? Trời ơi các chị ơi, chưa mua C50 là một sai lầm đối với các bác ngực bé nhá. Ngực bé mà không mua C50 là chết dở nha, là sai lầm nha. Nên mua ngay tức khắc cho em Hiền nha. Một em áo cài trước rất là đẹp. Hiền ơi, dạo này Thảo hả? Cô mẫu là đệm giày không nhiều lắm. Nhiều lắm gái xinh ơi. Ôi dồi ôi, riêng em nhá. Riêng em thì em cứ inbox cho cái tâm ấy. Cứ inbox cho cái tâm ấy, hỏi xem cái nào nó mắc đẹp. Hôm nay đợt này chị cũng về nhiều rồi đấy. Đợt này chị về nhiều đấy. Con này cũng khá là xinh này. Rất là đẹp này. Rồi em qua mã khác nha. Gái xinh đợt này làm ở đâu rồi? Đây em thì lên các chị mẫu này. Rất là đẹp luôn. Này nhiều mẫu xinh lắm, đợt này nhiều mẫu đẹp lắm, nhiều con nâng đẩy. Cứ inbox hỏi cái tâm là rõ nhất. Rồi ok, nhìn qua mẫu khác nha. Con này cài trước này, bác nào mà muốn tìm áo để mặc về áo dài này, áo sơ mi này, ngực bé bé mà muốn nâng đẩy tạo khe này thì hốt nhanh gọn lại cho em con áo này. Một cái phiên bản cài trước rất là xuất sắc luôn. Đây ạ. Em này cài trước rất là đẹp. Cái điều mà em thích ở cài trước và rất là nhiều khách hàng nhà em là ngày nào lên live cũng hỏi là Hiền ơi, có áo cài trước không? Dạ thưa các bác, hôm nay em mới về được áo cài trước sau gọi là một năm rưỡi, khách hàng cứ hỏi áo cài trước ngày nào cũng tra tấn, ngày nào cũng hỏi là có áo cài trước không. Thì em về rất là nhiều lần, về đến N lần áo cài trước nhưng mà luôn luôn trong tình trạng là bị fail cả nhà. Vì áo cài trước là không phải mẫu nào nó cũng nâng ngực,
Không phải mẫu nào nó cũng đẩy ngực đâu. À cái áo mà mới quay video đợi lát em mặc cho các chị xem. Mẫu này comment hệ em mình là C50 và để lại số điện thoại cho em. Dòng cài trước này, ưu điểm của dòng cài trước là mình mặc thì nó rất là dễ và cực kỳ tiện luôn. Cái thứ hai nữa, dòng cài trước thì nó sẽ đẩy ngực và tạo khe rất là tốt luôn. Và áo này của em thì là đẹp 3 phân dưới, nó rất là nâng ngực nhá. Và cái quả mút nó rất là xuất sắc. Cái quả mút của nó này, các chị có thể ngắm với hội em nhìn cái quả mút này. Nó sẽ, cái màu này nó hơi tối ta. Cái quả mút của nó sẽ, nó sẽ thiết kế làm hai quả. Nó làm dáng hai kiểu như dáng nửa quả này này. Đó, nó sẽ đẩy ngực từ hai bên và đẩy từ dưới lên. Đó nên là rất là xinh luôn. Em đảm bảo đây là một chiếc áo rất là phù hợp cho cái thời tiết mùa hè này. Và mặc áo dài áo sơ mi thì rất là xuất sắc nha. Áo này là mã C50 và để lại số điện thoại cho em. Dòng cài trước rất là đẹp. C50 và để lại số điện thoại, dây áo cũng rất là nhỏ và gọn. Nên là bác nào đang hỏi là áo nào mà dây nhỏ gọn thì em sẽ giới thiệu con C50 này. C50 và để lại số điện thoại cho em. Áo này em hiện tặng các chị với giá là 145k cho một áo size 34, 36 và 38. C50 và để lại số điện thoại cho em. Màu nâu này, màu kem này, màu đen và màu đỏ, màu nào cũng đẹp cả nhà. C50 và để lại số điện thoại nhá. Số lượng nó còn cực kỳ ít thôi nên là bác nào thích thì chốt thật là nhanh cho em. Và bác nào nhận hàng về một cái mà ôi mà con áo này đẹp quá thì quay lại mua thêm, bởi vì áo này nó sẽ lâu về hàng lắm cả nhà. Màu nâu là 1, màu đỏ là 2, màu đen là 3 và màu kem là 4. C50 và để lại số điện thoại. 145k cho một áo size 34, 36 và 38 nhé cả nhà nhé. Con này siêu phẩm luôn cả nhà. Dây áo nó rất là nhỏ gọn các chị, dây áo nó nhỏ lắm. Dây áo nó rất là mảnh nên áo quây đúng không ạ? Đẹp lên các chị con áo quây này. Hôm nay em mới về em áo này, các chị có thể là mặc áo quây rất là xuất sắc luôn. Mỏng nhưng lại nâng đẩy và tạo khe. C50 và để lại số điện thoại 145.000 nhé cả nhà ơi. 145k cho một áo 34, 36 và 38. Em dơ lại bảng màu này. Màu kem, màu đỏ, màu đen và màu nâu. 145k thôi. Ok chưa? C50 và để lại số điện thoại cho em. Đây em mặc cái áo mà áo, em sẽ mặc lại cái em áo áo mẫu mới mà hôm nay em mới quay video đúng không ạ? Áo em mới quay video ngày hôm nay đúng không ạ? Em sẽ mặc cho các chị xem. Đợi em xíu nhá. C50 và để lại số điện thoại. Rồi. Đây. Em thì em rất là thích từ khi mà bán áo lót ấy thì mình mới có kinh nghiệm, mình đã trải qua mình một ngày mình mặc đến N mẫu áo lót. Mình đã sờ đến N mẫu áo, thế là mình sẽ có một cái trải nghiệm là mình sẽ biết là em áo nào nó, từ khi mà em bán áo lót thì em mới biết là à, những cái con áo mà nửa quả này, những cái áo mà dòng của nửa áo quả ngang như này này. Nó rất là mỏng thôi, mình nghĩ nhá. Mình nghĩ mỏng như thế này nhưng mà nó sẽ không có đẩy ngực. Mỏng như này nó sẽ không có nâng ngực đâu. Trên tay chị bán thế nào, cái áo nào nhá. Con áo vừa rồi là C50 nhá, 145.000. Nhưng các bác ơi, các bác sai nhá. Em cũng sai và các bác cũng sai nhá. Áo này này, nó rất là mỏng thôi nhưng mà nó ôm ngực vô cùng luôn. Em đảm bảo ngực bè đến cỡ nào đấy chăng nữa, thế nhưng mà cũng phải là có một chút ngực nha. Ngực mà bé quá kiểu như con hai con ốc vít thì không nên lấy. Còn có một chút da, chút thịt và đặc biệt là ngực chị nào mà hơi sệ sệ xíu ấy, ngực bị bè sang hai bên ấy, mặc con áo này cho em. Tạo khe nâng đẩy rất là nhiều, mút mỏng thôi gần 2 phân nhá. Mã là C10. C10 và để lại số điện thoại cho em. Áo này đẹp lắm. Và áo này các chị ạ, nó rất là gọn luôn, nó đẩy ngực nhá. Và áo này các chị có thể mặc quay cho em được, mặc quay thì cực kỳ đẹp luôn, nó sẽ không bị tụt. Em tháo cái dây áo ra để cho các bác xem cái dáng quay nó sẽ như nào. Comment hệ em thì là C10 và để lại số điện thoại cho em. C10 và để lại số điện thoại cho em. Tháo dây ra không hề tụt, các bác biết sao ạ? Em nói này, mình có một chút ngực nhá, có một chút ngực ý là mình sẽ phải có một chút da mặc sẽ ok. Còn ngực mà chỉ có hai con ốc vít thì em khuyên là không nên lấy. Đây, áo này nó sẽ có một cái chỗ này, nó gọi là cái gì ta, nó có cái độ ma sát đấy cả nhà, nó rất là xịn luôn. Sờ nó mướt mướt lắm cả nhà, nó rất là mướt luôn. Đó thì nó sẽ có độ ma sát nên con áo này các chị mặc là thì nó sẽ không bị tụt. Đây có cái mút nó rất mỏng thôi, mút nó không được dày lắm đâu, nhưng mà cái mút này dòng quả ngang là cái dòng nâng đẩy, dòng tạo khe. Nên các bác tham khảo nên chốt con này cho em Hiền C10 và để lại số điện thoại cho em. Áo này em Hiền up lên trên Facebook khi mà các bác bán, các bác chốt đơn ở trong cái livestream của các bác chốt đơn trong cái bài viết của em hay các bác chốt đơn trong inbox thì giá nó sẽ là 260.
Còn các bác chốt đơn ở trên line này và hôm nay em Hiền mới về hàng, con này sẽ mở hàng các chị giá là 199k. 199k một áo. Comment của em Hiền nó sẽ là mã C10. C10 và để lại số điện thoại nhá. 199k em Hiền rơi bảng màu các chị xem. À, em có màu cam là một cái màu này, ở ngoài nó sẽ đẹp hơn một tí xíu, màu nó sẽ đậm hơn. Trên line thì màu nó hơi nhạt. Hoặc là ngày mai sẽ up ảnh lên cho các chị ngắm nhé cả nhà nhé. C10 này, màu cam là 1 này, màu kem sáng là 2 này, màu hồng là 3 và màu đen là 4. 199k cho một áo size 34, 36 và 38. Mỏng nhưng mà rất là nâng đẩy luôn, tạo khe rất là ôm ngực nhá. Nhớ em mình con này là mỏng nhá. Nhận hàng với ôi mỏng cái này, mỏng nhưng cứ thử cho em đi, nó ôm lắm. Bởi vì nhà em hôm nay là nhận hàng con này một cái là em bắt nhân viên nhà em mặc. Bởi vì em là em cũng nói thật các bác, nhìn là các bác biết là em cái loa của em nó sẽ hơi to xíu nên là em mặc thì nó sẽ có độ ôm rồi. Nhưng mà nhân viên nhà em mặc đứa nào cũng ngực bé, các chị ơi mặc nên nó rất là ôm ngực luôn. Rất là xinh nhá cả nhà, con này sẽ không tụt đâu. C10 và để lại số điện thoại đây, 199k cho một áo. Các bác ngắm em cái form nhá. Mặc quay cho em Hiền hay là mặc có dây đều rất là đẹp, cực kỳ ôm luôn. 199k em Hiền qua mã, mã là C10 và để lại số điện thoại em ạ. Ok chưa? Đẹp lắm các chị ơi. Cực kỳ xinh luôn. Em qua mã nhá, C10 cho em. Xuất sắc nhỉ? Rất là đẹp luôn. Nào bây giờ xem lên con quần này nào. Cái con quần này em còn đúng ở đây em còn mấy cái này. Bác nào hốt nốt em Hiền được không ạ? Một cái này, hai cái này, ba cái này, bốn cái này, năm cái này, sáu cái và bảy cái cuối cùng thôi. Quần này em đang bán là 49.000, em giảm luôn còn 35.000, bây giờ em còn 7 cái, ai chốt nốt là em Hiền được không ạ? 7 cái cuối cùng thôi. Cái này comment này em là Q19 còn 7 quần cuối cùng nhá. Q19 7 quần và để lại số điện thoại cho em, 35.000 quần. Em tặng luôn còn 35.000 còn 7 cái không có hơn. Còn đúng 7 con quần. Gen nó rất là mềm luôn, 45 cân trên đến 65 cân là các chị mặc vừa cho em Hiền ạ. Q19 và để lại số điện thoại, quần này không về hàng nữa. Rất là đẹp luôn, 175.000 năm quần. Q19 và để lại số điện thoại cho em. Q19 và để lại số điện thoại cho em con quần này. Ok chưa ạ? Tặng đi à? Dở hơi à? Người ta bán hàng kêu người ta tặng đi, chết dở à? Q19 và để lại số điện thoại giúp em Hiền qua mã nhé cả nhà nhá. Còn đúng 7 quần thôi, 35.000 một quần, bác nào hốt nốt của em cái. Hết hàng. Rồi mẫu tiếp theo này, con này em còn đúng 10 quần là hết sạch hàng luôn, Q78. Còn đúng 10 quần là hết sạch. À, quần này em sẽ để các chị với giá cũng là 175.000 năm quần luôn. Mã này là Q78 còn 10 quần, quần này là còn 10 à. Em tặng luôn là 160.000, 160.000 luôn. Còn 10 quần, mã này là Q78 mà để lại số điện thoại. 160.000 cho 5 quần. Ok chưa? Quần này thì dưới 60 cân mặc vừa ren. Ren nó rất là mềm luôn, ren này không bị ngứa tí xíu nào nhá. Mã này comment này em thì là Q78 còn 10 quần. Em sẽ đi đơn từ 5 quần 1, có nghĩa là 160.000 cho 5 quần. 160.000 5 quần, có nghĩa là chưa đến 35.000 một cái đâu, 31-32.000 một cái thôi. Mã này là Q78. Còn Q19 á, Q19 hết hàng, Q19 còn đúng 7 quần thôi. Cái này comment này em thì nó sẽ là mã Q78 nhé cả nhà nhá. 10 quần, còn 10 quần cuối cùng. 160.000 cho 5 quần. Áo em thì đang mặc là mã C10, 199k một áo nhá. Mút mỏng thôi nhưng mà rất là ôm ngực và nâng đẩy ngực, cực kỳ xinh luôn. Các chị có muốn lên quần gen không? Các bác có muốn em nhìn mặc quần gen thì các bác ngắm không ạ? Em lên áo lót khác nha. Đây, từ nãy giờ có rất là nhiều chị hỏi em là Hiền ơi, ngực bé thì mặc áo nào đẹp nhất? Em có một cái con áo mà đệm nó dày ơi là dày. Đệm nhà em là đệm dày 5 phân là dày nhất. Bởi vì thưa các bác là đệm dày. Dạ vâng ok ạ. Đệm dày đến cỡ nào đi chăng nữa thì em chỉ khuyên các bác là đối các bác ngực bé chỉ mặc đệm dày 5 phân là xuất sắc nhất. Và em hiện đang có mẫu này. Chu cha, đẹp vô cùng nha, xuất sắc lắm nha. Em lên các chị một con áo. Con áo này ngực bé mặc đẹp, ngực to không được lấy. Ngực to là không có được lấy nhá cả nhà nhá. Rất là xinh luôn. Đây. Nâng lắm luôn đấy cả nhà. Em mặc con này là bị xấu nhá, bởi vì là tại vì là ngực em nó hơi to. Mặc con này nó bị xấu, mặc con này nó sẽ bị kiểu như bị ụ quá ấy cả nhà. Vậy nên con áo này ngực kiểu như là như hai con ốc vít hay ngực bé ơi là bé, thì mà con này xinh vô cùng luôn. Hoặc là ngực chị nào mà bé bé nhưng mà hơi sệ sệ cả nhà. Đẹp lắm, và con này đẹp lắm. Nâng đẩy tuyệt đối luôn. Em này comment hỏi em Hiền nó sẽ là mã mã gì ta, quên mất rồi. Ôi chết rồi, con này là mã gì nhỉ?
Tự nhiên em quên mã. Chết rồi, con này nó là mã gì quên mất rồi. Vang rồi. Con này là mẫu mới, quên mất nó là mã gì rồi. Hậu ơi, Hậu ơi, cứu chị với. Tự nhiên quên mã mất rồi cả nhà. Con này đẹp lắm. À, V5. V5. V5 bà để lại số điện thoại giúp em. Con này có phải V5 không Hậu? Đây, phải không? Ừ. Ừ, may quá trời ơi. Xin đã báo giá, báo mã sai chết rồi. V5 bà để lại số điện thoại cho em. Con này là mút đệm giày những 5 phân và dòng này là dòng không có gọng nhá. Rất rất là nâng ngực. Chị nào ngực to không được lấy, chỉ dành cho những chị nào ngực bé thôi. Ok chưa? Comment thì em nhìn là V5 và để lại số điện thoại cho em. Cái quả áo này mút đệm dày và cực kỳ nâng luôn các chị, đẹp lắm luôn. Rất là nâng luôn. Nhớ em nhìn nhá, và mút nó rất là mềm. Con này các chị mặc vắt chéo cũng rất là đẹp này. Và cái áo của nó chỉ là dáng nửa quả thôi. Vậy nên là khi các chị mặc áo nửa quả, cảm giác nó khoe được cái vòng ngực của mình nhiều hơn. Và cái áo này nó có cái độ khoét nó rất là sâu. Nên là tạo cái cảm giác là ngực của mình nó vừa được đẩy lên rất là nhiều, nó lại to hơn và khe ngực của mình trông nó được dài hơn, nó đẩy khe nhiều hơn. Mặc dù là bình thường những các con áo thì nó cũng đẩy như vậy thôi. Em có những con áo đệm dày 5 phân nhưng mà nó không được khoe ngực được nhiều này, nên em cảm giác nó không được nâng đẩy nhiều. Chứ vốn dĩ là nó vẫn nâng như vậy thôi các bác, nhưng mà cái con áo này là khoe dáng tuyệt đối luôn. Nên là bác nào có ý định là mặc áo cổ vuông cổ V thì nên chốt em này cho em. Comment này em thì là V5 và để lại số điện thoại cho em. Em có màu cam là 1, màu kem là 2 và màu đen là 3, bao gồm một quần và một áo, và giá em hiện đang bán là 330.000 đối với các chị mà chốt đơn ở trong inbox hay là up bài viết lên. Con này em cũng chưa up bài viết bởi vì em mới về hàng ngày hôm qua, chưa up ảnh luôn cả nhà. Em tri ân các chị con này trên live với giá là 280.000. Và nhớ này, cái giá này chỉ áp dụng khi mọi người chốt đơn trên live thôi. Vì nên là khi các bác chốt đơn inbox thì cũng mong mọi người thông cảm giúp em là giá của nó sẽ bị cao hơn, và các bác đừng kiện em nhé. Trời ơi em ơi, tại sao lại giá lại cao thế? Là giá ở trong inbox nó như vậy và giá trên live nó như vậy. Ok chưa? Comment này em thì nó sẽ là mã V5 và để lại số điện thoại giúp em. Áo này đẹp lắm cả nhà. 280.000 thôi. Hôm qua em có chốt legging M5. Đổi sang sản phẩm khác. Cái này mình inbox của em Hiền nhá. Cái này mình inbox của em Hiền nhá. Chị Đoàn Như Ngọc ơi, inbox của em Hiền là nhân viên nhà em kiểm tra đơn hàng cho mình nhá. Ok chưa? Comment thì em nhìn là V5 và để lại số điện thoại cho em. Và các bác ơi, khi mà các bác nhận hàng nha, mà nó bị rộng hay bị chật hay là hàng lỗi, hàng nhầm như nào á, mọi người vui lòng là mọi người inbox cho em. Tại vì hầu như trên cái livestream này, cái hệ thống em nó chỉ có tiếp nhận là những cái bác nào chốt đơn thôi. Còn những comment các bác khiếu nại hay là, bởi vì cũng có rất là nhiều anh vào đây comment những cái lời nó không có hay, nên là em Hiền không có lọc được những cái comment như vậy. Em Hiền chỉ có tiếp nhận những cái comment mọi người chốt đơn thôi. Nên là còn những cái comment các bác cần xử lý đơn hàng, mọi người inbox giúp em Hiền nhá. Và đợt này đó cả nhà, trong một tháng trở lại đây thì Facebook nó đang bị lỗi, nên là khi mà livestream thì em Hiền cũng sẽ không đọc được hết comment của các chị. Em cũng có lướt qua được thôi chứ không đọc được nhanh vì comment đa số nó bị ẩn đấy cả nhà. Nên là thế nên là sẽ trả lời nó bị thiếu sót một tí xíu, thì mong mọi người thông cảm cho em Hiền nhá. Rồi, cái này comment của em thì nó sẽ là mã V5 này. Em Hiền lên bảng màu các chị một lần nữa này. Em có màu đỏ là 1, màu đỏ cam là 1 nhá. Màu này của nó sẽ là màu hồng, màu kem, và màu này nó sẽ là màu đen. Và nhớ này, em này là đệm giày 5 phân và không có gọng. Cái áo nửa quả thôi, nó rất là nâng, và con này nó sẽ phù hợp cho các chị là ngực bé. C45 em Hiền còn nhá. Comment của em thì là V5 280.000. Chỉ dành cho ngực bé, ngực to em khuyên là không nên lấy. Ngực to mặc nó bị nặng áo, với cả nó bị đại loại là nó không dành cho ngực to đâu các bác nhá. Comment thì em thì là V5 và để lại số điện thoại cho em. Ok chưa? V5 và để lại số điện thoại cho em mã này. 280.000. Quá trời rẻ luôn cả nhà, quá trời rẻ luôn. Rẻ ơi là rẻ luôn ạ. Giá quá tốt luôn. Ok, em nhìn qua mã nha các chị yêu nha. Lên cho các chị một em áo đây, con áo này. Áo này em đã về đủ màu, đủ size rồi các chị. Ở sao này. Áo này em Hiền đã về đủ màu, đủ size, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp nhá. Dáng nửa quả này. Áo này em cũng đang xả này. Các bác có muốn lên áo dành cho các bác ngực to không ạ? Các chị có thể comment để em Hiền lên nhá. À đúng rồi, con V19 đúng không chị? V19 thì nhà em là thực sự là đẹp rồi. Con đấy gọi là hàng best seller rồi. V19 nhá, vừa mặc nâng đẩy này, mặc quả ôm này, dáng nửa quả rất là xuất sắc luôn. Con đấy gọi là best seller của nhà em đó chị. Đợi xíu em Hiền lên cho chị xem nhá. V19 thì em còn mỗi size 34 và 36 nên đợt này em ít lên quá. Bác nào nhận được V19 rồi cho em Hiền xin cái feedback đi được không ạ?
Cái quả áo này cũng dành cho những chị nào ngực bé này, hoặc lên sẽ rất là đẹp này. À, quần đúc cạp thấp ấy hả? Quần đúc cạp thấp, quần đúc cạp thấp, quần đúc cạp thấp, quần đúc. À, quần đúc cạp thấp tuần này em hết hàng rồi. À, em đang có một cái loại này nó kiểu rất là sexy nhưng mà form nó hơi nhỏ xíu nhá. Để đẹp đợi xíu em Hiền lên cho ạ. Comment hỏi em Hiền cái này. Cái này comment hỏi em Hiền là C49 và để lại số điện thoại cho em. Áo này cũng dành cho những chị nào tim ngực bé nhé các bác nhé. Ngực bé thì mặc cái loại này sẽ rất là đẹp này. Các chị ạ, à, đệm con này là 3 phân và áo này của em thì là áo có gọng, dáng nửa quả, nó cũng rất là nâng ngực và tạo khoe. Áo này em trả các chị là 139k một áo. Em có màu trắng, màu kem, màu xanh và màu đen. Comment thì em thì là C49 và để lại số điện thoại cho em. C49 và để lại số điện thoại cho em, 139k một áo. Cái quả này mặc lên rất là đẹp nhé cả nhà nhá. Chị nào người gầy gầy ngực bé mặc quả này lên sẽ rất là nâng, em đảm bảo luôn, form đẹp lắm, nửa quả, cái dáng nó xinh xinh. C49 và để lại số điện thoại 139k một áo thôi. Ngực 94 thì mặc size 38 cho em thì là mình sẽ mặc vừa xinh nhé cả nhà nhé. Cái quả này rất là đẹp này, C49, màu trắng, màu kem, màu xanh và màu đen, 139k. C49 và để lại số điện thoại cho em. C49 và để lại số điện thoại cho em mã này, 139k một áo. Để em xíu nhá, bây giờ lên em có cái con quần này cũng rất là đẹp này các chị này. Quần này sexy lắm các bác. Nhưng mà chỉ dưới 50 cân thôi, em chỉ còn size dưới 50 cân thôi. Quần kiểu như dạng đúc đúc nhá, mà cực kỳ sexy luôn. Quần này comment thì em nhìn nó sẽ là mã Q1. Q1 và để lại số hạ ghen. Đây, em cho các bác ngắm cái form quần. Trời ơi, nó đẹp mê hồn luôn, dưới 50 cân mặc vừa ghen. Q1 và để lại số điện thoại cho em. Dưới 50 cân các chị mặc vừa giúp em. Rất là xuất sắc luôn. Đây các bác ơi, ngắm hộ em Hiền. 160.000 năm quần. Q1 và để lại số điện thoại nhá. 160.000 năm quần. Rất là đẹp đúng không cả nhà? Xinh lắm. Và cái form này chỉ dưới 50 cân mặc vừa. Q1 và để lại số điện thoại cho em. Màu quá đẹp luôn. Màu kem, màu trắng, màu đen. Q1 và để lại số điện thoại. Rất là xinh. Q1. Áo C1 còn hàng không, C1 em còn nhưng bây giờ bị lẻ màu cái gì ơi. Q1 và để lại số điện thoại cho em. Còn nhưng mà bị lẻ màu thế ạ. Đây em hiện lên C1 cho các chị xem nè. C49 nha các bác nhá. C49 và để lại số điện thoại cho em. Đây mặc C1 nhá. C1 em còn màu còn bị lẻ màu, lẻ size đó. Các bác cứ hỏi là sao lúc nào lên like cũng đủ màu đủ size nhá. Không phải đâu. Tại vì em không có check được là tất cả em trong đầu em nó không có dữ liệu tất cả các cái mẫu là mẫu nào nó không biết mẫu nào nó còn đủ màu đủ size nên là em cứ lên đủ màu đủ size thôi. Còn khi mà chốt thì nhân viên nhà em các bạn ấy sẽ gọi điện lại và các bạn sẽ báo là cái nào hết, cái nào còn các bác nhá. Nên là mong mọi người thông cảm cho em, đợt này cũng bị đóng biên rất là lâu. Đợt này em về mới về được có một tí hàng chứ trong cái tháng vừa rồi là em Hiền nghỉ mất một tháng trời không có bán hàng đó cả nhà. Vì hàng không còn một cái gì trong nhà luôn á. Mấy ngày hôm nay nó mới về được một tí xíu đó. Rồi em Hiền lên con áo C1 nhá. Áo này á thì em Hiền có thể là em sẽ không về hàng mã này nữa. Em sẽ không bán mã này nữa các chị ạ. Bởi vì là mẫu này em bán rất là nhiều rồi. Và năm nay thì em muốn gọi là về nhiều mẫu mới hơn. Nên là bác nào mà đã mua áo này rồi mà thấy áo nó đẹp quá ấy, cả nhà, với cả giá nó rất là tốt như thế này. Áo ren này là năm ngoái nhá. Riêng năm ngoái em bán con này 6 vạn áo. 6 vạn áo là các bác biết là nó nhiều đến cỡ nào các bác. Thế nên là năm nay thì chắc là em sẽ không về áo này nữa. Nên là em còn một ít ở đây, còn sẵn một ít ở đây thì em sẽ bán nốt thôi. Nên là bây giờ còn màu gì các bác chốt nốt của em Hiền nhá. 290.000 mà em giảm con áo này còn có 140k thôi. Còn 140k một áo thôi. Là các bác biết là giá nó sốc cỡ nào. Con này gọi là hàng best seller nhà em đó. Mỏng nhá, con này là đệm giày 3 phân, nó thuộc dòng là mỏng nhưng lại rất là ôm ngực và nâng đẩy cực kỳ đẹp luôn. Mã của nó là C1 và để lại số điện thoại. Áo này thì không gọi là best seller, gọi là hoa hậu. Hoa hậu của nhà em đó cả nhà. Phong cực kỳ đẹp luôn, 140k cho một áo. Em còn lại áo đây hết quần rồi. Quần chỉ còn màu nâu, màu kem như hết rồi. Mình tính mình áo thôi cho em thôi các bác nhá. Còn màu gì thì chốt màu đó giúp em. Không về hàng ở đâu. Cái quả này mặc mà bị bừa ra em Hiền nếu như cái quả áo này mặc bị bừa em Hiền hoàn tiền các bác. Em tự tin đảm bảo luôn, bác nào nhận C1 rồi feedback cho em một cái được không ạ? Em có màu đỏ cam là 1 này. Em có màu kem là 2 này.
Màu nâu là 3 này, màu đen là 4 và màu rêu là 5. C1 và để lại số điện thoại cho em 140k cho một áo. Size là 34, 36 và 38. Bây giờ nó đang còn đủ size, nhưng mà màu thì nó không có đủ đâu. Form lên rất là đẹp nhé cả nhà nhé, cực kỳ nâng luôn. Hàng này của em thì nó là hàng loại 1, hàng có mác hàng loại 1 chứ không phải bán hàng loại 2 đâu. C1 và để lại số lại 140k cho một áo size 34, 36 và 38. Đỏ cam là 1 này, màu kem sáng là 2, màu nâu là 3 và màu đen là 4 và màu rêu là 5. Có 140.000 thôi, đặc biệt là những chị nào chốt 36. 36 thì nhân viên nhà em báo là nó giờ nó chỉ còn màu rêu với màu nâu thôi cả nhà. Nó còn mỗi màu rêu với màu nâu hay sao á, còn đúng hai màu nha em thì đang mặc ở đây này. Màu rêu và màu nâu này này. Đó nên là 36 thì các bác đổi màu luôn hộ em. Màu nào cũng xinh hết cả nhà. Bởi vì cái giá tốt như này thì sẽ nhanh hết lắm các bác. Em còn số lượng siêu siêu ít thôi. Comment của em thì là C1 này. Áo này ngực to mặc thì nó sẽ nâng rất là nhiều đó bác. Em có rất là nhiều áo mỏng để dành cho các bác ngực to đấy ạ. C1 và để lại số điện thoại cho em Hiền nha. 34, 36 và 38, 140 cành thôi. 140 cành thôi, ngực to đúng không? Em lên một vài con ngực to nhá. Em lên một vài con áo ngực to nhá. Ngực to em có con này. Ngực to em có con này rất là đẹp này. C1 và để lại số điện thoại cho em Hiền đi ạ. Siêu phẩm này dành cho những chị nào mà mình ngực to nhá. Mình ngực to mình mặc cho em cái mẫu này sẽ rất là xinh này. Em này comment của em Hiền nó sẽ là mã. Em này comment của em thì nó sẽ là mã S17. S17 và để lại số điện thoại cho em. Quần này em thì đang mặc em hết hàng lâu rồi các chị đẹp ơi, quần này bán từ năm ngoái. năm nay không có bán hàng thể thao nữa rồi. C1 là dành cho các chị ngực bé nhá, lên mẫu để mặc cái áo che vai. Ok chị đợi em một tí xíu này. Comment của em thì là S17 và để lại số điện thoại cho em. Chị nào mà mình làm ngực to, ngực chảy xệ, các bác nên tham khảo xem cái dòng ren này. Đây là một dòng ren cao cấp nha các bác nhá. Comment hãy em nhìn là mã S17 và để lại số điện thoại cho em. Em có màu xanh là 1, màu đỏ là 2 và màu đen là 3. 280.000 bao gồm là một quần một áo. C2 hết sạch hàng rồi người đẹp ơi. C2 không còn một cái nào luôn đó cả nhà. Comment hãy em nhìn là S17 và để lại số điện thoại màu đen, màu đỏ và màu xanh. 280k bao gồm một quần và một áo. Cái dòng này mút nó rất là mỏng thôi các chị. Ren hàng cao cấp nha, mút nó sẽ như thế này. Các bác ngắm hộ em Hiền. Trời ơi đẹp không ạ, quá là xuất sắc luôn. S17 và để lại số điện thoại cho em. S17 280.000 bao gồm là một quần và một áo giúp em. S17 và để lại số điện thoại. Đây các chị ngắm hộ em Hiền. S17 và để lại số điện thoại cho em. Ok chị ạ. Lên con gì ạ? Các bác muốn lên cái sản phẩm gì các bác có thể comment để em Hiền lên nhá. S17 và để lại số điện thoại. Đây hoặc là nếu như là các bác mà thích hàng trơn trơn à. Xem nào. À đây áo quây đúng không ạ? Áo quây dành cho những chị nào mà ngực bé đúng không? Áo quây dành cho các chị ngực bé. Áo quây dành cho các chị ngực bé em có con này. Em có áo quây dành cho ngực to và áo quây dành cho ngực bé nhá. Chuyên dụng áo quây đấy ạ. Mấy coi con V19 đâu nhỉ? Nhìn hoài không thấy con V19 đâu. Đây các chị ơi. Áo quay đi ạ. Áo quay này là phiên bản dành cho những chị nào ngực bé nhá. C7. C7 em hết hàng rồi chị đẹp ơi. C7 hết hàng rồi. Hết hàng rồi ạ. Rồi mẫu tiếp theo này. Comment của em Hiền là mã C21. C21 và để lại số điện thoại cho em. Đây là một em áo quây có cái đệm dày của nó là đệm dày những 3 phân và cái dòng này nó là dòng mút quả xoài ấy cả nhà. Cái dòng này là mút ốp lòng bàn tay như này nên là nó rất là đẩy ngực luôn. Và cái phiên bản này thứ nhất em bảo hành các chị này, một là nâng đẩy, hai là sẽ không bao giờ bị tụt luôn. Đệm dày nâng đẩy và áo này nó sẽ có một cái dây gọi là dây chống tụt đấy cả nhà. Áo này là áo chống tụt nhá. C21 199k một áo.
đệm giày nâng đẩy dành cho những chị nào muốn mặc quây mặc hai dây giúp em thì các bác nên tham khảo sang mẫu này. Em đảm bảo luôn không có con áo nào mà đẹp hơn con áo này đâu. Mặc nó vừa nâng ngực lại chống tụt nữa. C21 và để lại số điện thoại cho em. Lên cả bộ đúc đi à? Bộ đúc đúng không? Bộ đúc em có mút mỏng thôi. C21 và để lại số điện thoại cho em mình ạ. 199k một áo nhá. Em hiện đang còn hai màu, màu da và màu đen. Các chị nào ngực bé mà chưa tìm được áo quây mặc chân nái, các bác thử sang áo này đi. Nhất là mặc nó vừa ôm mà mình các chị ạ. Các chị mà mặc đi biển cho em hay là mặc hở vai hoặc mặc dây cho em thì nó rất là ôm ngực luôn. Em đảm bảo 100% là sẽ không bao giờ tụt. C21 và để lại số điện thoại cho em. 199k một áo C21 nha các bác nha. Có 199.000 thôi, vừa rẻ vừa xinh. Hoặc đây, hoặc là các bác có thể tham khảo sang em này. Con này gọi là hàng best seller rồi. Siêu đẹp rồi. Đây ạ, à, em sẽ mặc con V19 từ nãy đến giờ rất nhiều chị hỏi con V19. Rất nhiều chị hỏi con V19 nhưng em chưa có kịp lên. Đây. Ngày hôm qua cũng có chị hỏi nhưng mà em không có lên á. Em không có kịp lên á. Đây, em này rất là đẹp các chị ơi. Con này là cái em áo này là bây giờ shop nào cũng bán là từ 330 mà người ta lên 360 rồi. Bởi vì năm nay nó loạn xạ lắm cả nhà, giá năm nay nó loạn xạ lắm. Vì là đợt này nó đóng biên mà cả nhà. Thế nên là nhà em thì con này là em vẫn còn hàng. Em còn ế với chị. Em còn ế từ đợt Tết. Không hiểu sao con áo này em ôm được số lượng nó rất là nhiều. May mắn là mình ôm số lượng nhiều. Tết thì mọi người gọi là xả hàng, mọi người bán hết hàng để người ta lấy tiền tiêu Tết. Còn nhà em là ôm hàng các chị. Thế nên là mới có hàng như thế này. Comment với em mình là V19 và để lại số điện thoại giúp em. Áo này đệm 2,5 phân. Đó, có cái áo là 15 tuổi dành cho bé gái 15 tuổi nhỏ. Chị Hiền Nguyễn đợi em xíu này. Mặc váy trắng thì mặc áo dài chụp thì yếu không à? Em nghĩ là em không có rồi chị đẹp ạ. 15 tuổi mặc áo trắng. Đợi xí nhá, đợi em một tí nhá. Em nghĩ là con này ok đấy. Em có con 10C12 đấy, mặc được đấy. Cái này comment thì em mình là V19 và để lại số điện thoại cho em. Cái dáng này này, ngực bé hay ngực to các chị hoàn toàn mặc đều rất là đẹp. Bản áo của nó khá là to để nó ghen được hết cái phần mỡ lưng, ghen được hết cái phần mỡ nách lại luôn á cả nhà. Cái áo này của em Hiền nhá, nó có cái dòng này các chị có thể mặc quây mặc hai dây được, không hề tụt tí xíu nào cả. Comment thì em Hiền là V19 và để lại số điện thoại. Em Hiền tặng các chị giá là 260, vốn dĩ là giá nhà em Hiền bán rất là tốt. Vì cái hàng này em Hiền ôm được giá trước Tết chứ bây giờ giá mà về luôn luôn cái nào về cũng tăng. Cái gì về cũng tăng luôn. Comment thì em Hiền là V19 và để lại số điện thoại cho em. V19 và để lại số điện thoại. Những cái nhà người ta bán xỉ người ta tăng được chứ còn nhà em bán lẻ không tăng được các chị. 260.000 thôi. Quả áo đẹp lắm. Màu đỏ, màu hồng da, màu trắng và màu đen giúp em. Em hiện đang có 4 màu, bao gồm là một quần một áo, mã là V19. Con này mà nhận hàng về mặc không ôm này, không nâng đẩy này, không đẹp này, em cho hoàn hàng về luôn. Các chị cứ nhận hàng kiểm tra hàng giúp em. Cái dáng nửa quả này mặc quây rất là tuyệt vời. Ngực bé cũng mặc được và ngực to cũng mặc được, rất là dễ mặc nha. Áo này nó có một cái đường keo ở dây áo ấy, cả nhà nó sẽ có cái độ gọi là độ ma sát ấy. Mà con áo nó sẽ không bị tụt đây. Bác nào mà che mỡ lưng thì con này là xuất sắc cuộc đời luôn á. Comment hệ em là V19 và để lại số điện thoại cho em. Con này mà không có nhầm cái quần rồi. Con này mà kêu mà nhận hàng nó kêu không đẹp, không có con nào đẹp đâu các chị ơi. V19 và để lại số điện thoại cho em. V19 và để lại số điện thoại cho em. Em có màu trắng là 1 này. Em có màu đen là 2 này. Màu đỏ và màu hồng. V19 và để lại số điện thoại. 260k bao gồm là một quần và một áo. Một quần một áo nhé cả nhà nhé. V19 cho em 260.000. Cái này đẹp lắm. Các bác nên lấy con này đi ạ. Ngon bổ rẻ. V19 và để lại số điện thoại cho em. Rồi để em xem nào. Em lên cái con lên con mỏng mỏng nhá. Lên con nào mỏng mỏng nhá. Lên em mỏng mỏng nhá. Mỏng mỏng này.
mỏng sexy nhá, dành cho các bác nào mà mình độ loa hay là loa to nhá, mỏng ren rất là sexy luôn. Chị Hiền ơi, chị mua áo cho con gái chị là chị muốn là đệm dày hay là đệm mỏng hả chị? Nếu như mà 15 tuổi mà chị muốn bạn ấy mặc đệm dày thì đợi em một tí xíu em lên con C12. Đấy, chị em lên hai con để chị có thể tham khảo nhá. Đợi em một tí xíu nhá. Rồi, tiếp theo. Em này comment với em thì là S5. S5 và để lại số điện thoại cho em. S5 và để lại số điện thoại. S5 và để lại số điện thoại cho em mã này. Rất là xinh. Con này của em thì là có gọng và không có mút. Nên là bác nào mà mình thích sự sexy thì mình tham khảo sang mẫu này cho em. S5 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhá. Có mẫu nào gì cho ngực bé không à? Ngực bé mà người béo béo à? Ngực bé mà người béo béo à? Em vừa mặc con V19, con này che được mỡ nách, che được mỡ lưng rất là gọn luôn. Mà đây là S5 nhé cả nhà nhá. Em có màu đen này, em có màu hồng này, có màu xanh này và có màu trắng này. 270.000. Cái mẫu này đang chỉ có giá là 270.000 thôi. S5 và để lại số điện thoại cho em. Quần cặp cao, rất là sexy, nhìn blem. Màu đen, màu hồng, màu xanh và màu trắng. 270k. Các bác có thể ngắm em nhìn nhá. Lên quần lót để em một tí xíu này. Em sẽ lên hai cái mẫu áo này, ngực to cũng mặc được và ngực bé cũng mặc được, thì các bác có thể là tham khảo nhá. Chị gì vừa nói là con gái 15 tuổi mà muốn tìm áo để mặc với cả dạng như kiểu như là áo để mặc với cái gì ta? Áo để mặc với áo dài đúng không? Áo để mặc với áo dài. Áo để mặc với áo dài, em có con áo này nhá. Nếu như mình thích mút mỏng ấy thì mình có thể tham khảo sang mẫu này này. Áo này mặc rất là mát luôn. Đây em có cái màu kem kem ấy. Sao từ xưa người ta mặc quần đấy? Đợi tí mặc quần cho. Đợi tí nhá, đợi tí em thay quần cho em mặc quần cho các bác ngắm. Ngày nào cũng vào like năn nỉ mặc quần. Thôi nhưng mà thực ra là mình ít người xem nó quen rồi. Nên là bây giờ mặc quần vào đông người xem quá hay lại xấu hổ, lại không làm ăn được gì hết, lại không buôn bán được gì hết thì chết dở. Đây. Đây. Em này comment của em thì là C33 và để lại số điện thoại cho em. Đây là một chiếc áo chân nái của em nhá. Và rất là nhiều chị khách hàng, bởi vì em lan tỏa con áo này đến rất tất cả khách hàng. Áo này thì đợt này thì hầu như là bây giờ người ta ít sản xuất rồi, và người ta cũng hầu như là các shop người ta cũng ít bán rồi. Vì là ví dụ như theo kiểu theo năm ấy, từ năm nay người ta hot cái mã này thì năm sau cái mã này sao không bán nữa. Nhưng mà đối nhà em thì áo này thì em sẽ vẫn cứ bán. Em bán đến bao giờ em không bán áo lót đây thôi. Và áo này thì em hiện đã mặc full màu luôn. Áo này nhá, không gọng này. Nó không có gọng. Mút của nó rất là mỏng và nó cũng không có đường may. Ưu điểm của con áo này, mặc mềm, mát. Rất là mát và cực kỳ ôm ngực. Cái con này mặc nó sẽ không có bị gọi là bị chảy xệ nhá cả nhà nhá. Mặc cảm giác rất là an toàn luôn, cực kỳ thích luôn. Chị nào mà đang bầu bí nhá, hay là đang gọi là cho em bé ti, hay là mà chị nào mà muốn mua áo cho con gái đó, các bạn mới lớn thì các bác có thể tham khảo sang cái bản áo này. Mặc dáng thể thao lắm các cả nhà ơi, nó không hề nóng một tí xíu nào cả. Comment của em thì là C33 và để lại số điện thoại cho em. 150k cho một áo. Em có màu kem là 1 này. Em có màu đen là 2 này. Nếu mà mặc áo dài nên lấy sang cái màu kem kem này này. Màu kem là 1 này. Màu đen là 2 này. Màu tím là 3 này. Màu nâu là 4 này. Và màu này của em thì nó sẽ là màu xanh. C33 và để lại số điện thoại cho em. Ngực con chị nhỏ muốn mua đệm dày để mặc về áo dài. À thế thì chị đợi em xíu nhé, sau con này. Chị Hiền ơi, chị Hiền đợi em một tí xíu nhá. Em lên con C12. Con này comment thì em hiện là C33 và để lại số điện thoại cho em hiện là 150k cho một áo size 34, 36 và 38. Mà con này rất là mát. Rất là mát luôn. 150.000 C33 và để lại số điện thoại cho em. Siêu đẹp luôn. Ok chưa ạ? Mặc cực kỳ ôm ngực luôn. Em này em đang mặc full màu con này đấy. À bra hả? Bra khi nãy có lên rồi này. Hôm nay mình đang xả hai mã bra rất là đẹp đấy.
Hôm nay đang sản knock out hai má bra siêu đẹp luôn á. CO3 có size 34, 36 và 38 nhé. Có size đó. Em Hiền có size nha. Đây em Hiền lên con áo này. Thì chị lấy áo này cho bạn ấy nhé. Chỉ có áo này là được thôi chứ chả có áo nào được hơn ạ. Đây. Em này comment là em thì là C12. Chị ơi, nếu mà chị muốn mua áo để mặc cho bạn ấy mặc áo dài ấy, thì áo này rất là đẹp nhá. Bởi vì em cũng có rất là nhiều chị khách hàng mà mua áo để cho con mặc áo dài, hay khách hàng như em mua áo để mặc áo dài thì em Hiền hay tư vấn sang cái con này. Bởi vì là cái dòng này của em Hiền, các chị mặc áo dài thì nó sẽ rất là ôm luôn đó cả nhà. Hay là mặc áo sơ mi đi làm, hay là mặc cái váy body thì nó rất là ôm. Vậy nên là cái con áo này nó sẽ không có gọng, và nó cũng sẽ không có đường may để mình mặc cả ngày trời. Nó sẽ không bị khó chịu một tí xíu nào cả. Và cái dòng này của em Hiền đệm dày những 4 phân. Con áo này các chị quay máy giặt, giặt máy giặt cho em Hiền thoải mái. Em đảm bảo 100% nó không bị gãy form. Mặc đến bao giờ mình cảm thấy chán thì thôi, nó bị bay màu thôi, chứ còn cái mút của nó thì nó rất là ôm luôn á. Comment này em mình là C12 và để lại số điện thoại cho em. Hàng này hàng xu xịn nhá. Hàng này của em nó là hàng loại 1. C12 và để lại số điện thoại cho em. Các bác ngắm màu của em Hiền. Không chắc là con, em không biết là con chị bao nhiêu, nhưng mà em còn màu kem size 34 thôi. Em hoặc là chị có thể lấy sang màu hồng cho bạn ấy cũng rất là xinh. Mặc áo dài mặc màu hồng cũng được. Mặc màu áo trắng mà mặc màu hồng cũng không vấn đề gì cả. Cái màu hồng của em nó rất là nhẹ thôi. C12 và để lại số điện thoại cho em, không gọng luôn cả nhà. Và đệm dày 4 phân nó rất là nâng ngực luôn. C12 có 139k một áo. Áo này mà không mát nhá, áo này mà không nâng đẩy nhá, mà bị bửa em cho hoàn tiền vậy luôn. Riêng áo lót nhà em là như vậy đó. Có sao em nói vậy, mặc rất là mát và giá có 139k. C12, những cái con áo ren ấy, nhà em Hiền bán áo ren toàn 280, 290, thậm chí có những áo bán 360.000. Nhưng mà áo ren ấy các chị nó rất là đẹp, nhìn nó rất là sexy. Mặc được một thời gian ngắn là các chị giặt bằng tay, phải giặt bằng tay, giặt máy giặt là hôm trước hôm sau có thể nó hỏng luôn. Nhưng mà riêng áo này các chị quay rất thì thoải mái, mà giá thành của nó rất là rẻ. Em nghĩ là bác nào cũng phải nên có 1-2 con trong tủ quần áo, bởi vì sẽ có những lúc mình mặc đồ mỏng mình sẽ không thể nào mặc áo ren được đó. Em giơ bảng màu này, màu đen, màu kem thì chỉ còn mỗi size 34 thôi, màu xanh và màu hồng. Nhớ em thì nhá, màu kem còn có vài con size 34 thôi. C12 và để lại số điện thoại. Màu này là màu ghi, màu này mặc lên nó rất là sạch. Màu này là cái màu em Hiền bán, cái màu kem và cái màu ghi là hai cái màu em Hiền bán chạy nhất nhá. Đó, C12 và để lại số điện thoại giúp em. 139k một áo. Em có màu ghi là 1 này, màu đen là 2, màu kem là 3, màu xanh là 4, màu hồng là 5. 100 giá chỉ có giá là 100 bao nhiêu nhỉ? 139k thôi, C12. Áo nào có thể mặc đi biển được à? Áo nào có thể mặc đi biển được à? Em có một cái set này, em nghĩ là mặc đi biển ok la này. C12, 139k một áo, đệm dày 4 phân và rất là nâng ngực nhá người đẹp ơi. C12 và để lại số điện thoại cho em. Từ khi biết đến nay em Hiền toàn mua đồ nhà em thôi, em cảm ơn rất là nhiều. Thank you bác rất là nhiều. C12 ạ, cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Bình Định mãi đỉnh. Bình Định mãi đỉnh nha. C12 và để lại số điện thoại giúp em. Rồi em lên áo, cái áo nào mà để mặc đi biển được. Em đang có cái mẫu này, thì em thấy là cái mẫu này khách nhà em hay mặc đi biển. Em nghĩ là tận dụng mặc đi biển được, thì bác có thể tham khảo nhé. Đây, C12 và để lại số điện thoại cho em. Để em xíu. Con này, con này đệm dày, rất là nâng ngực luôn. Chỉ có miếng dán silicon. Còn miếng dán silicon là cái loại đấy em chưa có. Em hết hàng rồi. Được, cái loại đấy em hết hàng rồi người đẹp ơi. Nào em về em báo chị nhá. Ủa các bác ơi, cái đấy em về cái là khách nhà em inbox chốt hết luôn. Không kịp, không kịp luôn đó chị. Đây. Đây. Con này, con này nó là kiểu dạng dáng thể thao ấy, nên là mình có thể mặc check in đi biển được.
Các chị ơi, bình thường các chị mua một cái áo mà đi biển, cái áo bơi ấy. Các chị mua áo bơi thì các chị hay mua loại hai mảnh hay là mua loại một mảnh? Các chị hay mua loại sexy hay là các chị sẽ mua cái loại một mảnh to à các bác? Tại vì em đang có một bạn đang nhờ em xả cái hàng mà gọi là hàng kiểu hàng hãng, hàng xuất xứ ấy. Cái hàng bikini nhưng mà nó kiểu toàn là hàng một mảnh thôi. Và nó kiểu như là lẻ áo lẻ quần, biết mình mua thì mình phải ghép vào ấy. Thì nó rất là phức tạp và nó chỉ có lẻ lẻ vài cái thôi. Em đang lăn tăn là không biết là có nên bán không? Có nên nhận lời không? Chứ bán cái hàng mà lẻ 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 đau đầu dã man luôn đấy cả nhà. Lúc cái hàng này nó có số lượng này. Cái hàng đấy nó chỉ có một cái, hai cái, hay ba cái thôi. Mà hàng đấy thì rất là đẹp. Mà giá thành thì em thấy là giá rẻ. Vì là những cái hàng xuất xứ đấy bao gồm hầu như giá nó phải rơi 800-900 nghìn. Nó có khi là hơn triệu một cái. Nhưng vì nó là hàng như là hàng nó lẻ lẻ. Thế là em đang rất là lăn tăn là có nên bán hay không. Lẻ xong rồi tranh nhau người được cái, người chốt được cho bác này, bác kia không được thì rất là đau đầu. Ok, cái này em sẽ suy nghĩ. Đủ muốn bán được không các bác ạ? Rồi, cái này comment của em Hiền là V21 nhé cả nhà nhá. Áo này của em Hiền thì đệm của nó là đệm dày 4 phân. Và em áo này thì rất là nhiều các bạn hot girl, các chị có thể lên Facebook. Rất là nhiều bạn hot girl hay mặc cái mẫu này để check in. Rất là đẹp bởi vì cái quần của nó cũng là dáng quần thể thao, quần tam giác cả nhà. Nên mặc cái này các chị mặc đi biển đẹp, không vấn đề gì cả. Comment của em Hiền là V21 và để lại số điện thoại cho em. V21 phải để lại số điện thoại cho em. Đây cái quần này, quần là quần tam giác, yên tâm đi, mặc cái này check in đi biển thì rất là đẹp luôn. Nó vừa nâng ngực, rất là nâng ngực, và hàng này hàng su nhá, có gọng nhẹ lắm, mà con áo này rất là nhẹ. V21 phải để lại số điện thoại cho em, 290k. Em có màu đen trơn là 1 này, em có màu đen là màu trắng là 2 này, em có màu đen chữ là 3 này, và cái màu em thì đã mặc ở đây nó sẽ là màu đỏ. V21 phải để lại số điện thoại cho em, 290k, bao gồm một quần một áo gen. V21 và để lại số điện thoại cho em Hiền nhé. V21 có loại không dây mà chống tụt, loại không dây mà chống tụt chị là thường dạng là ngực to ngực bé nhá. Khi này em có lên một cái con dành cho các bác ngực bé rồi, bây giờ em sẽ lên một con dành cho các bác ngực to nhá. Không dây mà chống tụt đâu nhỉ? Đây, không dây chống tụt, không dây chống tụt. Ôi em còn con áo này, không dây mà chống tụt đây, có em áo này. Áo vích không dây chống tụt rất là đẹp. Có bác nào đầu mới, bây giờ mới vào không? Chưa săn được áo bra đầu like của em Hiền không ạ? Hôm nay Hiền đang chiên các chị một em áo bra rất đẹp luôn. Để em tìm thôi. Đang chiên các bác một em áo bra này đỉnh một chóp luôn các chị ơi. Khẳng định là đẳng cấp nha. Không đẹp không lấy tiền nha. Đây là áo quây. Áo quây dành cho những chị nào ngực bé. Ngực to thì không nên lấy ngực to, thì em có mã khác nhá. Comment của em Hiền nó sẽ là mã C15. Áo này mặc này thứ nhất là nó ôm ngực, áo này không nâng đẩy. Nó chỉ ôm thôi, bởi vì ngực to rồi mà còn nâng đẩy thì nó lố lắm. Ôm ngực mặc rất là mềm, gọi là gọn ngực ấy cả nhà. Và con áo này khẳng định là không bao giờ tụt. Áo vít hàng form rất là chuẩn luôn. Comment của em Hiền là C15 và để lại số điện thoại cho em. C15 và để lại số điện thoại. 220k cho một áo size 34, 36 và 38. Màu đen và màu kem, còn hai màu này. Mã là C15 nhé cả nhà nhé. 220.000 cho một áo màu kem và màu đen. Dòng này nhớ em Hiền là dòng quây, chỉ dành cho những chị nào ngực to thôi. Ngực to và chảy xệ giúp em thì mặc áo này cho em. Lên áo bra để em một tí xíu nhé. Comment này em Hiền là C15 và để lại số điện thoại cho em. Đây ạ, hàng bích chính hãng nhé cả nhà nhé. Con này nó hơi cũ vì con này là con áo mẫu em để đấy mặc. C15 mà áo vích dành cho những chị nào ngực bé, à ngực to, em xin lỗi, ngực to. Ngực to ngực chảy xệ thì mặc áo lại này sẽ rất là ôm này. C15 và để lại số điện thoại cho em. Em sẽ mặc lại em áo bra này. Con này em Hiền đang sale đầu like nha các bác nhá. C15 áo quây dành cho các bác ngực to ngực chảy xệ cho em. Mặc lên nó rất là gọn nhá. Ở đây có chị nào mà bản lưng to, gọi là lưng to, gọi là muốn gọn lưng, che mỡ nách các kiểu không?
mà không muốn mặc áo lót không? Em có con bra này đẹp xuất sắc luôn, xinh lắm các chị. Trời, con này đẹp quá, em phải để lại một cái mà. Em phải để hai cái mới bỏ, một cái không bỏ. Áo này áo này thì nói sao nhỉ, rất là hiếm nhà có nhá. Nghe giá sốc luôn này. Gen đẹp chưa? Cái áo này thì mặc nhá, ngực bé quá. Nếu mà các chị nào ngực bé, mặc nó sẽ có cái độ ôm ngực thôi, chứ nó không có nâng đẩy, nhưng nó rất là xinh luôn. Còn các chị nào ngực gọi là bé quá thì đây em đã bảo bé thì mặc nó sẽ ôm. Còn bác nào mình có ngực thì mặc sẽ cực kỳ xinh. Nhưng mà đảm bảo luôn, ngực nào cũng có thể mặc được gen. Bà nào đúc này 65 cân thang thoải mái gen hiền, rất là mát. Comment thì em hiện là B8 và để lại số điện thoại cho em. Nghe giá sốc luôn. Màu nào cũng xinh các chị ạ. B8 và để lại số điện thoại cho em. Em có màu, màu này gọi là màu xanh da trời nhỉ. Màu này nó sẽ là màu kem này. Màu này nó sẽ là màu trắng này. Màu này nó sẽ là màu xanh ngọc này. Và em còn một cái màu hồng nữa, rất là đẹp, em mới tìm màu hồng. Em còn một cái màu hồng nữa. B8 và để lại số điện thoại cho em. Em tặng các chị con áo này với giá là 99k một áo. Số lượng có cái thì em còn 10 cái, có cái thì còn 2 cái, thì còn 3 cái. Số lượng nó rất là ít thôi. Con này là có mút nha các bác nha. Nó có mút đấy ạ, nhưng mà mút nó mỏng thôi. Nhưng cái quả này nó rất là ôm luôn, rất là ôm, và cái này nó có độ co giãn ấy. Nên là khi các chị mặc thì cực kỳ ôm rồi. Cái ngực bé em đảm bảo các chị là mặc được, rất là xinh. Mã là B8 và để lại số điện thoại cho em. Màu đen là 1, màu hồng là 2, xanh ngọc là 3, kem là 4, trắng là 5. Và màu này là màu gọi là xanh gì ta? À không, màu này xanh da trời, màu này là xanh ngọc nhỉ. B8 và để lại số điện thoại cho em. 99k một áo thôi, 99k cho một áo nhá. B8 và để lại số điện thoại cho em. Màu này là màu xanh ngọc và cái màu này là màu xanh da trời nhỉ. Em nói chung là mấy cái màu kiểu dạng xanh 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 này xanh kia và đỏ này đỏ kia, em kiểu em bị lẫn lẫn màu ấy cả nhà. Mặc dù là bán đồ lót, mình mặc dù là bán quần áo đấy, nhưng mà mình gọi là bị loạn màu. B8 và để lại số điện thoại cho em ạ. 99k một áo, các chị không nghe nhầm đâu. Chỗ con này nó đẹp lắm các bác ơi. Xuất sắc luôn. Xinh. Rất là mát nhá. Auto mềm và cực kỳ mát luôn. Đẹp quá trời đẹp luôn. B8 và để lại số điện thoại cho em. Em mình qua mã nha các bác nhá. Chín mươi chín k thôi, rẻ lắm luôn á. Không thấy chị like lọt khe à? Lọt khe đợt này có hàng đâu mà nay. Lọt khe đợt này bị hết hàng á, người đẹp. Rồi tiếp theo, comment thấy em nhìn là C30 và để lại số điện thoại cho em. Áo này là một em áo su hàng rất là đẹp. Con này là hàng cao cấp nha, free size nhé người đẹp nhé. Con áo này là 34, 36 và 38. Áo này của em nhìn là dáng nửa quả. Và nó có gọng, vậy nên là chị nào mà mình làm ngực, mình có ngực đó, ngực to, ngực chảy xệ thì mặc áo này giúp em. Comment thì em mình là C30 và để lại số điện thoại cho em. Như em thì ngực bé mà không có đẹp đâu cả nhà nhá. Vì cái này nó mút nó rất là mỏng. Hàng su, hàng cao cấp luôn, 220k một áo. Em có màu kem, màu đen và màu trắng. C30 và để lại số điện thoại cho em. 220.000. Màu kem, màu trắng và màu đen. C30. C13 em còn 34, còn 2-3 con C34 thôi. 36, 38 em nhìn hết hàng rồi. C30 và để lại số điện thoại cho em. 220.000. Mút mỏng nhé cả nhà nhé. C30 và để lại số điện thoại cho em. Lên áo mỏng và quần và quần đi. Lên áo mỏng và quần à? Áo mỏng ấy hả? À? Áo mỏng đây, áo mỏng đấy ạ. C30 và để lại số điện thoại cho em. Lên quần đúng không? Các bác đã chốt con quần này chưa ạ? Các bác đã chốt con quần này chưa ạ? À có phần trong áo có C30 à? Mút mỏng lắm người đẹp nha. Đây, mút nó như thế này. Chị ơi, đeo đai nịt bụng em xem với. Đeo đai nịt bụng nào rồi?
Cái đai nào? Đai latex hả? Đeo đai latex hả? Cái này em về được ít quần này. Cốt tông 100% luôn, rất là đẹp, cặp cao. Cái quần này nhá cả nhà nhá, cái viền quần của nó là viền đúc này. Cái viền quần này nó rất là mát. Đó. Cái viền quần này các chị mặc nó không bị bó đùi đâu. Cực kỳ ôm bụng luôn, các chị nhìn cái đường thắt eo của nó này. Rất là gọn luôn, mặc eo ơi là eo luôn. Quần này comment với em Hiền, nó sẽ là mã Q16 và để lại số điện thoại giúp em. Quần này em tặng các chị giá là 200.000 cho 4 quần. 200.000 cho 4 quần Q16 và để lại số điện thoại, tính ra có 50.000 cho một con quần lót cặp cao. Quần lót cặp cao. Cái gì nhỉ, tự nhiên em đang nói gì em quên mất rồi. Đấy, Q16 và để lại số điện thoại đây. Những cái loại quần ghen kiểu như là bây giờ là mùa hè rồi đấy cả nhà, nên là các chị rất là không thích mặc đai latex, hay là các chị cũng rất là khó để đeo đai cả ngày trời. Nên là nhiều lúc mà mình sẽ cần đi đâu đó hay là mình mặc váy, mình làm công sở, thì các chị nên mặc cho em những loại này. Nó vừa thấm hút mồ hôi này, nó co giãn này và nó rất là mát. Dưới 65-66 cân các chị mặc thoải mái, 50 cân cho đến 66-67 cân nhá. Comment thì em thì nó sẽ là mã Q16, 200.000 cho 4 quần, cũng như là chỉ rơi 50.000 một cái thôi. Màu nó rất là đẹp, quần cặp cao các chị ạ. Lấy màu đen bận vào em xem à. Cái này chị muốn em mặc cái gì? Chị muốn em mặc cái gì à chị Trang ơi? Chị muốn em mặc cái áo này hả? Mặc áo này hả? Mã này là Q16 và để lại số điện thoại cho em. Đây, màu rất là đẹp các bác nhá. 200.000 cho 4 quần. Nghĩa là 50.000 một cái. Chị muốn em mặc cái gì màu đen? Người đẹp muốn em mặc cái gì màu đen? À quần đai là tách đai đúng không ạ? À các chị hỏi đai đâu rồi, cái đai đấy nhỉ? Thế rồi. Đai đúng không ạ? Đây. Đai thì nhà em hiện tại em chỉ có hai loại này thôi. Đây để em giơ đai các chị xem nhá. Áo này là C30, có bác chốt chưa ạ? C30 và để lại số điện thoại cho em. 220.000. Các chị hỏi đai đúng không ạ? Đây em sẽ giới thiệu đai các chị nhá. Cho xem áo phía trong, áo đang mặc có mút ăn. Áo phía trong em cho các chị xem rồi mà. Mút nó mỏng, nó con này mút nó không hề dày. Đây. Đây em nhìn giơ đai các chị xem hết, tại vì là cái móng tay em nó hơi dài các bác. Móng tay này không phù hợp với những ai mà dùng đai latex. Nó sẽ gãy ngay tức khắc. Và thông cảm bởi vì móng em nó là móng thật nữa. Thế nên là nó rất là mỏng, nó không được chắc như móng giả. Thế này em không có dám em không có dám đeo đai. Đây ạ, các chị ạ. Nhà em hiện có hai loại đai. Em sẽ giới thiệu từng loại cho các chị xem nhé. Đợi em tí. Đây, nhà em hiện có hai loại đai. Đai nào thì em cũng sẽ có màu da và màu đen. Cái đai này của em thì là đai 4 xương nha các bác nhá. Cái dòng này thì nó rất là mỏng thôi. Và nó có cái độ co giãn. Vậy nên là khi các bác, cái loại này nó giống như kiểu dạng cốt tông ấy cả nhà. Có em không ạ? Nó dạng như kiểu thun thun ấy. Không biết tả cái chị rất chất như nào, nhưng mà chất này nó mỏng thôi. Và nó có 4 thanh chống cuộn và cái độ xít của nó vẫn rất là nhiều nhá. Nhưng cái dòng này các chị đeo nó không được bền thôi. Có nghĩa là đáng lẽ ra một cái đai hàng xịn các chị có thể đeo 1-2 năm. Nhưng cái đai này các chị có thể đeo gọi là mấy tháng thôi. Là các chị đã phải là cái đai nó sẽ kiểu như là bị bay hoặc là nó sẽ bị cũ quá rồi. Là mình sẽ phải thay đai. Thì cái đai này của em là đai 4 xương. Nếu như bác nào mới trải nghiệm, bác nào mà mới kiểu tập đeo đai ấy, thì các bác có thể lấy sang thử cái loại 4 xương này trước. Trải nghiệm cái loại 4 xương này trước. Và cái đai này em sẽ có size là SMLXL gì đó. SMLXL. Đó nên là mới tập đeo đai. Mới tập đeo đai thì các chị đeo cái loại này giúp em. Thì cái loại này đeo nó rất là dễ. Như bản thân em là kiểu như là mình mới tập đeo cái là mình sẽ cảm thấy là thích nghi được ngay luôn á. Cái độ siết của nó vẫn rất là nhiều nhưng mà nó cảm giác thoải mái vì nó mỏng. Thì cái đai này em thì có màu kem và có màu đen, nó sẽ đánh size bé nhất của nó sẽ là size S, SMLXL. Đó, SMLXL. Đó nên là size số thì ngày mai nhân viên nhà em các bạn sẽ tư vấn size cho mình sau nha các bác nhá. Cái này comment này em thì là đai 4 xương và để lại số điện thoại cho em tặng các chị với giá là 189.000. Ok chưa? Đai 4 xương mà để lại số điện thoại. Đây. Các bác có để xem. Thì cái loại này đeo lên nó rất là dễ đeo. Nó sẽ không có bị khó chịu.
và mình có thể là mới tập đeo, mới đeo một cái là mình có thể đeo được mấy tiếng ngay tức khắc luôn đấy cả nhà. Đây đây thì các bác là mình cái loại này thì nó, em khẳng định luôn, nó sẽ không bị cuộn nha các bác nhé. Cái đai này thì các bác mà có mặc váy body thì em nghĩ là nó không bị lộ vì nó mỏng thôi, độ siết của nó rất là ok luôn. Mỗi tội là vì nó mỏng với cả nó có độ co giãn bên em, nó sẽ không được bền thôi. Nên là nếu như mình mới tập đeo đai thì các chị có thể trải nghiệm sang cái loại này. Comment này em thì là đai 4 xương và để lại số điện thoại cho em 189.000 một đai. Đai 4 xương và để lại số điện thoại cho em nhé. 4 xương, màu da và màu đen, size bé nhất sẽ là size S, SMLXL đó, SMLXL. Đai 4 xương và để lại số điện thoại cho em. Ok chưa, màu da và màu đen. Còn nếu như mà dân chuyên nghiệp, dân chuyên nghiệp này hoặc là dành cho dân gọi là chuyên đeo đai, gọi là đã thử qua N loại đai rồi, thì cái loại này sẽ thì cái loại này mới gọi là siết eo. Đấy, cái loại này là dòng concept nhé, chuẩn dòng concept luôn. Cái dòng này là dòng 25 xương. Chất liệu con này là chất liệu bằng cao su non, nó có lỗ thoáng khí. Cái loại này của em hiện thì là những 25 xương cơ. Và cái dòng này là đai concept hàng của Hy Lạp, hàng chuẩn chính hãng, rất là xịn luôn. Cái đai này giá trên thị trường đang bán là 1 triệu 1 triệu 2. Nhưng mà vì giá 1 triệu 1 triệu 2 một cái đai này là người ta sẽ tặng kèm gọi là cái thanh nối này, rồi là nào là tặng kèm bảo hành hạ size này, rồi tặng kèm gọi là cái thước đo này, tặng kèm N quà tặng luôn. Còn nhà em thì cái giá nó rất là sốc. Giá của nhà em chỉ có 359.000 và thông không tặng kèm cái gì cả, và cũng không bảo hành hạ size. Đây là giá rất là tốt, em lãi có 2-3.000 một cái đai thôi. Còn giá người ta lãi mà 1 triệu 2 triệu 3, cái người ta bảo hành hạ size vì người ta giống như kiểu là các bác mặc cái size này nó bị chật, chật rồi các bác hạ được size rồi, người ta sẽ nhận cái size cũ này về, người ta sẽ tặng kèm các bác, người ta sẽ lấy tặng giờ người ta ship cho bác size mới. Cái đai mới giống như kiểu là mua hai nhưng mình nhận tiền, gọi là mua hai cái nhưng mình nhận thành hai lần vậy đó, kiểu dạng như vậy. Giá nhà em nhìn cái loại đai này là 359.000, em lãi mấy chục nghìn thôi, em không giới thiệu nhiều. Loại này bác nào mà dân chuyên đeo đai rồi các bác nhìn cái là các bác sẽ biết ngay, có 359.000 một đai. Mở ra cái mùi cao su non nó rất là thơm, hàng rất là xịn. Cái dòng này thì nó sẽ có size là XXS này, XS này, SMLXL. Đó, hàng này em có hai màu, màu da và màu đen. Comment thì em thì là đai 25 xương và để lại số điện thoại cho em, không tặng cái gì cả. Giá này giá rất là tốt rồi, không thể nào giá tốt hơn đâu. Còn bác nào mới muốn gọi là muốn trải nghiệm nhá, gọi là mới tập đeo đai đấy, thì nên lấy cái loại 4 xương đi. Gọi là để mình tấm chiều mới và mình làm quen với đai thì mình dùng loại này. Sau khi mà các bác là ok, đeo đai nó cũng không hề khó chịu lắm, mình đã quen rồi thì mình muốn gọi là siết eo và mình muốn cái chế độ nó là nhanh gọn hơn, thì mình có thể lấy sang cái loại 25 xương này. Loại này thì đeo nó sẽ khó chịu hơn nhá, đeo nó sẽ cứng hơn nhá cả nhà nhá, chứ không phải đeo thoải mái đâu. Cái loại này thì có thoải mái nhưng cái loại này không hề nhá. Nhưng cái hiệu quả đó thì nó rất là ok la đấy các bạn. Cái gì nó cũng sẽ có giá của nó nhá. Rồi ok ạ, à, comment thì em thì là đai 4 xương và đai 25 xương và để lại số điện thoại cho em. Đó, đai 25 xương của em hiện là 359.000, đai 4 xương của em hiện là 189.000. Ok chưa ạ, em nhìn qua mã nha các bác nhá. Đây, em thì tại vì là ví dụ như mà các bạn mà bán đai thì các bạn ấy sẽ là bụng hơi to, các bạn ấy hay tuyển một bạn mẫu bụng hơi to đeo và có độ siết eo. Còn bụng em thì nó hơi bé nên là đeo thì nó sẽ gọi là các chị đeo các chị sẽ không cảm thấy nó không có hiệu quả, nhìn thấy là wow, đang bụng từ bao nhiêu. Cái áo mà em quay clip, áo quay clip em hiện có lên 2 lần rồi này. Người đẹp ngắm lại like cho em hiện được không? Ngắm lại like, ngắm ngay em lên ngay đầu like luôn, xem lại ngay đầu like cho em hiện nhá. Rồi, áo này là C30, chị nào vừa yêu cầu em mặc màu đen đúng không? Còn mẫu này C34, 36, mẫu này à? Mẫu này còn 34, 36 hết rồi. Đây mặc cái con màu đen, bác nào còn hỏi. Chị nào vừa yêu cầu em mặc màu đen cho chị xem đúng không ạ? Đây, màu đen, màu trắng nó... Tại vì mặc màu trắng lên like thì nhìn nó sẽ rõ cái form dáng hơn. Ok chưa ạ? C30, chị nào vừa hỏi màu, chị nào hỏi màu đen đây. C30 và để lại số điện thoại cho em. Có 3 màu ạ. À? Màu đen, màu trắng và màu da. C30 và để lại số điện thoại cho em. 220k một áo, 220.000. C30 và để lại số điện thoại 220k.
Em còn cái mẫu này rất là đẹp nha các chị nha. Hàng này hàng đắt này. Em hàng bơm vá. Thế nào gọi là bơm vá? Vớ vẩn. Con này hàng 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 rất là đắt. 3.9 tỷ các bác. Em không biết là nó đắt ở chỗ nào các bác, tại vì là nhưng mà nó rất là đắt. Chắc là do vải nó đắt, do vải nó hiếm. 390.000 bao gồm một quần một áo. Em sẽ xả nhẹ nhàng, gọi là không xả đậm nhá. Xả lỗ luôn nhá. Em còn mỗi size nó còn có 2-3 bộ thôi. Em xả các bộ các chị bộ này. 390.000 các chị nhá. Đây là trong tất cả các cái mẫu áo lót mà em Hiền bán thì mẫu này là mẫu đắt nhất của em. Em không hiểu sao nó đắt nữa các bác. Khó tả lắm. Người bán hàng cũng không biết luôn các chị. Nhưng mà nó xinh. Con này là đẹp 3 phân nhá. Nâng đẩy mà rất là đẹp, ngực bé to mặc đều xinh hết. Cái này comment thì em thì nó sẽ là mã V18. V18 và để lại số điện thoại cho em. 390.000. Em còn bởi vì cái hàng này nó hơi đắt, vậy nên là bị ế, mỗi size nó còn 2-3 bộ, mỗi màu 2-3 bộ gì đó. Em sẽ tặng các chị bộ này với giá là 290.000. Từ 390 giảm còn 290.000 là em hình lỗ, không còn lãi đâu cả nhà. Em có cả quần và cả áo nhá, có màu xanh và màu kem. Mã là V18 và để lại số nạ cho em. Các chị đang được mua một em gọi là hàng hãng mà giá gọi là giá siêu sốc luôn. Cái mẫu đầu like đợi em xíu em hình lên lại nhá. Comment của em Hiền là có thấy comment của chị không Minh Thủy đây. Chị Minh Thủy comment thì chị Lê Minh Thủy em đây ạ. Chị hỏi gì ạ? À, áo mặc với hở lưng đi hôm trước chị hỏi. Ok chị đợi xíu em Hiền lên nhá. V19 và để lại số điện thoại cho em. Đây các chị. Có hai màu. Các bác chốt đi ạ. Các bác chốt con này đi ạ, đẹp lắm. Ren nó rất là đẹp các chị. 390 em bán 290 đấy chị. Lần đầu tiên em bán một con áo hàng đắt như thế này. Khách nhà vẫn chốt là 390 đó, nhưng mà em còn vài bộ thôi. Em muốn dọn kho mã này luôn, em giảm các chị còn 290.000. Mã là V18 và để lại số điện thoại cho em 34, 36 và 38 nhé. 290.000. Nghe giá giật mình vô cùng luôn. Nhận hàng các biết hàng nó đẹp cỡ nào. Đây là con áo đắt nhất của nhà em. Cả quần cả áo. Ok chưa? Áo hở lưng à? Áo hở lưng. Áo hở lưng em có con này nhưng em chỉ còn mỗi 34 thôi. Rồi. Áo hở lưng chị có thể tham khảo sang mẫu này nhá. Chị có thể tham khảo mẫu này, hoặc mặc hở lưng rất là đẹp này. Em này comment hệ em hiện là C22. C22 và để lại số lại cho em. Còn con nào đắt hơn không em? Còn nhiều con đắt lắm. Có mẫu nào nâng ngực mà không gọng không nâng ngực mà không gọng em có đấy chị. Em có con V8. Em có con V8 rất là đẹp, hoặc là con V5. V8 V5 là hai mẫu đệm dày. Đệm dày những 5 phân và nâng đẩy. Rồi mẫu này comment hệ em hiện là C22 và để lại số điện thoại cho em. C22 và để lại số điện thoại cho em mã này. C22 nha các bác nhá. Em có màu kem và có màu đen. Nhưng cái mẫu này hiện tại em chỉ có mẫu size 34 thôi. Chị nào đặt size 36 và 38 vui lòng đợi cho em mấy ngày em mới có được hàng nhé cả nhà nhé. Cái mẫu này của em thì là đệm 2 phân. Nhưng cái quả áo này là quả áo nó nhỏ và cái quả áo này nó khoét rất là sâu luôn các bác. Khoét cực kỳ sâu luôn này. Nên là nếu như chị nào mặc áo cổ tim hay là cổ trễ này, hay là mặc áo cúp ngực này, hay là kiểu như là muốn mặc kiểu khoét ngực sâu á, thì đây là một em áo rất là chân ái của các chị luôn. Comment này em thì là C22 và để lại số điện thoại cho em. Áo này các chị có thể mặc quay được, à kiểu em xin lỗi không mặc quay được, nhưng áo này các chị có mặc hở lưng nhá. Nó sẽ có một cái dây này, các chị đeo các chị mặc vắt chéo. Đây này, ví dụ các chị mặc như thế này này. Đó, xong rồi vắt chéo cái dây áo này ra như thế này. Đó thì nó sẽ thành một cái dáng hở lưng rất là đẹp. Áo này các chị mặc được 8 kiểu, các chị cứ nhận hàng về cho em. Nhận hàng về là các chị sẽ hình dung ra được cách mặc. Đây là, đây, em sẽ mặc thử kiểu dáng hở lưng cho các chị ngắm nhé. Áo này các chị có tận dụng mặc hở lưng được, nhưng bây giờ em chỉ có mỗi size 34 thôi.
hở lưng đây, áo này hở lưng đây chị, đây nhá. Em đây, em hình dung đây, em cài này để cho chị dễ hình dung à. Con này mặc hở lưng nó sẽ như thế này bác này. Đó, cái màu kem này em đang mặc hở lưng đấy. Chị hình dung ra không ạ? Chị hình dung ạ, nếu mặc hở lưng nó sẽ như thế này, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp nhá, nó cái dây của nó sẽ dài. Bác nào đặt size 36 và 38 đợi hàng giúp em nhé, tại vì cái size 36 38 đang hết. Bây giờ em chỉ có mỗi size 34 thôi, C22, 199k một áo. Hàng này đẹp lắm. Ngực bé khẳng định luôn là mặc cực kỳ xinh luôn. C22, 199k. 199k một áo, size 34, 36 và 38. À xin lỗi, còn 34 thôi. C2 và để lại số điện thoại cho em. Nợ nần cái nỗi gì cái con Thường Vi này. Mày nhiễu sự thật sự luôn ấy. Tao block mày luôn. Mệt mỏi, khách người ta toàn khách VIP thôi, chẳng ai nợ nần cả. Rồi hoặc là em còn mã này nữa. Em còn con này nữa. C22 nhá. Áo hổ lưng đấy. Hổ lưng em có mã này nữa. Mệt mỏi suốt ngày nợ nần mới không nợ nần. Dạ 199k một áo ạ, C22 với em ạ, 199k. Đây. Áo này comment hãy em nhìn là C40 và để lại số điện thoại cho em. C40 và để lại số điện thoại nhá. Áo này thì mút mỏng thôi. Hầu như những dòng áo mà hở lưng thì nó không có làm mút dày được. Thì mút dày quá thì mặc nó sẽ nó không được ôm một cái cả nhà. Đó nên là cái áo hở lưng này là chỉ làm tầm 2 phân thôi là rất là đẹp. Con này comment này em mình là C40 199.000 một áo. Em còn mỗi màu da và màu da và màu trắng thôi. Áo này em tặng các chị với giá là 130.000. Em còn vài con thôi cả nhà. Em tặng giá là 130.000. Comment thì em thì là C40 và để lại số hạ với em dáng hở lưng nhé. Có màu kem và có màu trắng. Mẫu này không nhà nào bán giá dưới 190.000. Giá dưới 199.000. Em tặng các bác giá là 130.000. Mã là C40 và để lại số điện thoại cho em. C40 nhé, em có màu kem và có màu trắng hở lưng đấy. C40 C40 và để lại số điện thoại cho em. Mẫu chị mặc cực nhỏ vào được không? Chị mặc con C22 ngực nhỏ lên rất là xinh. Con này thì ngực bé mặc được chứ con này nó không còn nâng nhá. Con này nó ôm ngực thôi chứ nó không còn nâng. Con này comment thì em thì là C40 và để lại số điện thoại cho em. À em, các chị cứ hỏi là cái áo đầu lai. Khổ quá, mặc nhiều ngại lắm nha. Nhưng mà sẽ mặc cho các chị nắm lại. Con áo đầu lai đúng không ạ? Đây, chính là em này đây. Chính là cái em dáng nửa quả, rất là đẹp. Xem mẫu không gọng à? Đợi em một tí xíu nhá. Mặc màu hồng lên, mặc màu hồng cho nó xinh nhá. Mặc màu hồng cho đẹp nhá. Đây. Ở đây có chị nào mà thích gọi là áo mỏng nhưng mà phải là nâng đẩy, phải tạo khe, mặc phải mềm, phải mát thì vào đây gặp em. Comment ngay của em thì là C10 và để lại số điện thoại cho em. C10 và để lại số điện thoại. Cởi ra xem nào, cởi ra xem làm cái gì. C10 và để lại số điện thoại cho em. Trời ơi, em gái em 19 tuổi em nên mặc cái gì? Trời ơi, bạn gái em 19 tuổi nên mặc size gì? Và nặng 45 cân à? Chị không biết. Chị không biết em ơi. Em hỏi người yêu em đi, chị chịu em ơi. Chị có được sờ, được nắn bóp người yêu em đâu mà chị biết là người yêu em mặc cái size gì? Em còn câu nào khó hơn không? C10 và để lại số điện thoại cho em áo này rất là đẹp các chị ạ. À. Áo này của em nhá, mút mỏng. Nhưng mà em hiền nhấn mạnh này,
những dòng áo mà nửa quả, những dòng áo mà quả ngang ấy là những dòng áo mà siêu tạo khoe luôn. Nó rất rất là nâng đẩy luôn. Rất là đẹp nhá. Nhớ này, mút mỏng tạo khe mà cái áo này nó rất là ôm mà nó không bị bửa ra ngoài. Comment này em nhìn là C10 và để lại số điện thoại cho em. Mẫu này là mẫu mới nha. Từ nãy giờ mọi người hỏi mẫu này rất rất là nhiều luôn. Màu hồng là 1 này, màu đen là 2 này, màu cam là 3 này và màu kem là 4 này. Em tặng các chị con áo này với giá là 199k cho một áo. Mã là C10 và để lại số điện thoại cho em. Em có màu hồng là 1, có màu đen là 2, có màu cam là 3 và có màu kem là 4 ạ. Mã là C10, 199k cho một áo size 34, 36 và 38. Cái quả áo này nhá, các chị có thể mặc quây mặc hai dây cho em rất là đẹp luôn. Cái dây áo này, cái ren này nó rất là căng, các chị ren này nó cực kỳ đẹp, mai em sẽ up ảnh con này lên. Các chị bình thường nhá, áo ấy, em về hàng là em cứ phải là em like chán chê. Xong rồi em mới up ảnh, em mới quay video chụp ảnh. Cởi ra nó hơi khó quá. Nó bị trái tay các chị, em cởi ra nó bị trái tay, bên này bị trái tay. Các chị ạ, cởi ra để các chị mặc quây thì rất là đẹp luôn, có 199k thôi. Hàng này hàng đẹp đó. Và các chị ơi, các bác mà up mà mọi người đặt hàng trên inbox á cả nhà. Này giá của nó là 260.000 cái áo này nhá. Vậy nên nếu như các bác mà thích thì các bác chốt đơn trên live cho em, hoặc là đợi để xem live để chốt đơn cho em. Chốt đơn inbox, vừa chốt đơn rất là lâu, phản hồi nó rất là lâu. Và giá thì cao hơn. Comment này em nghĩ nó sẽ là mã C10 và để lại số điện thoại cho em. Bên mình có xỉ nội y không? Có xỉ. Xỉ thì người đẹp inbox cho em để biết giá xỉ nhá người đẹp nhá. Cái này comment này em mình là C10. C10. Chịu thôi. Thế con trai hỏi kỳ lắm. Thế em hỏi chị em không xấu hổ à? Em hỏi chị em không cảm thấy kỳ à? Thế chị là đàn ông à cái thằng này? Mày vớ vẩn như mày thế hả? Rồi mẫu tiếp theo này. Mẫu tiếp theo này. Em lên các chị một con áo gọi là đệm giày nữa này. Đệm giày rất là đẹp này. Mày hỏi chị được mà mày không dám hỏi người yêu mày. Tao quen biết gì mà mày hỏi tao hả thằng kia? Mày không thấy xấu hổ à? Mày không thấy kỳ à? Hả? Một quả người yêu gọi là kém chất lượng thế này. Đây. Cái này rất là đẹp nha các bác nha. Cái này rất là đẹp nha các bác nha. Mẫu này mặc mùa hè rất là chuẩn, mặc mát lắm. Mút nó mỏng nhưng rất là mát luôn đó cả nhà. Đẹp lắm ạ. Rồi. Tiếp theo. Tường Vi ơi, em comment ít thôi Tường Vi ơi. Chị block em đấy, bật Tường Vi ơi. Rồi, mẫu tiếp theo này. Comment của em hiện là V23 và để lại số điện thoại cho em. Các chị ơi, đẹp lắm ạ. Áo này của em hiện là đệm giày 3 phân và rất rất là nâng ngực. Đó, C10 ngực to mặc đẹp chứ chị. Con đấy mặc đẹp lắm, ngực to, ngực bé mặc cực kỳ xinh luôn á. Chốt đi ạ. Cái này comment của em thì nó sẽ là mã V23. Mẫu này của em thì là đệm giày nhá. Đệm giày 3 phân và hàng có gọng kết quả, nó kiểu dáng nửa quả ấy cả nhà. Cái áo này mặc lên cái dáng ngực nó rất là tròn. Nên là nếu như bác nào muốn thích dáng ngực tròn thì các bác nên chốt sang mẫu này cho em. Mã của nó là V23. Có màu hồng, có màu đỏ và có màu đen. 280k sao nhỉ? 280, 290. 280.000 bao gồm một quần một áo. Em nhận được set này rồi, đẹp lắm, em cảm ơn rất là nhiều. Set này rất là đẹp luôn cả nhà. V23 và để lại số điện thoại cho em. Quần đẹp. Em cho các bác ngắm cái quần nhá. Cái quần nó xinh ơi là xinh. Quần ghen bụng em hiện có này. Em hiện có quần lót ghen bụng. À em hiện có quần ghen đấy. Em mặc quần ghen lên cho các bác ngắm nhá. Đây ạ. V23 và để lại số điện thoại cho em. 280.000 bao gồm một quần một áo giúp em. Đây ạ. Nguyễn Hưng ơi, tém cái miệng lại nhá. Tém cái miệng lại. Ăn nói vô duyên, ăn nói không có học thức gì cả. Ngày xưa bố mẹ không cho đi học à? Hả? Rồi ok, cho em mặc quần ghen các bác xem này. Đứng ở đây mặc quần lót cho ngắm này. Từ từ em thoát ra khỏi livestream. Đứng im ở đây mặc quần lót cho ngắm này. Cởi quần lót ra mặc quần lót cho ngắm này. V23 280.000 thôi ạ. Đứng im ở đây mặc quần lót cho ngắm. Ăn nói vô duyên. Đây, thay quần đây.
Đây. Ok chưa, mọi người nhìn dáng ngắm với em hình cái con quần ghe này. Vì là bây giờ cái con quần ghe này bây giờ em chỉ còn cái size cái gì nhỉ, còn rất là ít đấy cả nhà, thế nên là em hình cũng lười lên á. Đây các bác có thể ngắm với em hình nhá. Quần ghe bụng của nhà em. Đây ạ. Đây là một em quần lót ghen. Các chị có thể là mặc áo dấu quần ý. Thường như mọi người mặc áo dấu quần thì mọi người có thể mặc sang cái loại này giúp em này. Mặc áo dấu quần các bác mặc cái loại này sẽ rất là gọn này. Mặc váy xòe hay áo dấu quần mặc cái loại này siêu ghen. Nó ghen hết cái phần bụng dưới các bác lại luôn. Cái loại này siêu đẹp nhá. Lấy thì comment của em thì nó sẽ là mã quần ghen và để lại số điện thoại cho em. Giá chất liệu của nó là chất liệu đúc. Mặc nó sẽ rất là mát. Nó sẽ không bị lộ viền. Rất là ôm mà mặc lên nó sẽ không bị co. Comment này em thì là quần ghen và để lại số điện thoại cho em. Quần ghen và để lại số điện thoại nhé. Quần này em có màu kem và có màu đen. Quần này em hiện đang bán là 129k một quần. Đối với các bác chốt đơn trên live em hiện tặng các bác con quần này giá là 99k một quần thôi. Mã là quần ghen và để lại số điện thoại 99k cho một quần. Quần này em hiện sẽ có size là size MLXL. Các bác yên tâm đi, mặc nó không bị lộ ngã ba ngã tư đâu. Các bác có thể xem nhé. Và khách nhà em là toàn mặc đi để luyện tập gym, tập yoga đó. Đây là cái loại này để các chị mặc váy xòe này, mặc áo dấu quần này. Hay là kiểu như mặc váy các thứ mà muốn gọi là dáng quần ấy, tìm dạng như kiểu quần váy mà ghen bụng đấy. Đó thì lấy sang quần này cho em 99k cho một quần. Còn nếu như bác nào có nhu cầu mua quần ghen để mặc với váy body, mặc đồ ôm, mặc mềm mát thì các bác lấy sang cái loại này cho em. Đa số quần ghen thì em sẽ về một là cốt tông, hai là chất đúc. Mặc hai cái loại này cho em nó sẽ mát và nó phù hợp với thời tiết mùa hè. Còn nếu như bác nào mà có muốn tìm quần để mặc với váy body mà muốn cái độ siết của nó nhiều hơn và cạp nó cao hơn, muốn gọi là tắc thở hơn, độ siết nhiều hơn thì nên lấy sang con quần Q7 này. Thì quần này thì comment này em thì nó sẽ là mã Q7. Quần này của em thì nó sẽ có 4 thanh chống quận và thanh chống quận nó giấu ở bên trong. Khi các bác mặc con quần này nó sẽ không bị lộ viền ra ngoài. Mặc cực kỳ ôm bụng luôn. Đó các bác nhìn nó em nhìn nhá. Dáng này của nó là dáng tam giác. Cặp cao như thế này này. Nó rất là siết bụng luôn, rất là siết bụng và cực kỳ ôm bụng. Comment của em thì nó sẽ là mã Q7 và để lại số điện thoại cho em. Quần này em có size là LXL và XL từ 40 cân cho đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa cho em. Loại này nhá, mặc giảm nhất cũng phải 4 đến 5 cm bụng luôn. Mã này comment này em là Q7, 95.000 một quần. Quần này đang bán là 119k, em giảm còn 95.000. Dạ chị Anh Nguyễn ơi, mặc thoải mái chị ơi. Quần này comment này em là Q7 và để lại số điện thoại cho mình nhá. 99k trong 95.000 một quần. Q7. Quần này là có màu kem và có màu đen. Q7 và để lại số điện thoại cho em. Q7 và để lại số điện thoại cho em ạ. Đang live stream hỏi em đi ngủ chưa? Hỏi cái gì hỏi buồn cười đấy. Ok chưa? Quần ghen và để lại số điện thoại nhá. Ok like chưa? Để liền qua mã khác nhá. Thay quần. Quần này là quần ghen và để lại số điện thoại cho em. Nếu như mà các chị mà muốn mặc áo dấu quần hay mặc váy xòe, các bác nên lấy sang cái loại này cho em, nó là dáng quần. Còn nếu như các bác mà muốn mặc đồ ôm body mà muốn ghen á, gọn á thì nên lấy sang cái loại Q7 này. Giá nó cũng xem như nhau thôi các bác, rất là đẹp luôn. Thay quần nhá. Ok chưa ạ? Rồi bây giờ các chị muốn lên áo đệm dày hay lên áo đệm mỏng, quần áo nào cho con bú không ạ? À, đang cho em bé Ti đúng không ạ? Đang cho em bé Ti nên mặc cho em những áo mát mát thôi, mỏng mát mát thôi. Đang trong thời kỳ gọi là bỉm sữa đúng không? Thì mặc cho em những áo mà mềm mà mát, ôi là mát. Em có con áo đúc á. Áo đúc á, có con áo C33 ấy. Áo đấy rất là mỏng thôi. Thay cái quần. Quần ghen và để lại số điện thoại cho em ạ. Lên mấy mẫu áo đệm mỏng đi à, ok người đẹp, em sẽ lên áo đệm mỏng nhá. Đệm mỏng đúng không ạ? Đợi em xíu. Treo lên cho nó gọn cái đã. Quần ghen em có hai loại đấy các bác, em vừa mới lên em có hai loại đấy. Rồi bây giờ lên áo đệm mỏng nhá. Đệm mỏng mỏng nhá. Đệm mỏng. Quên mã rồi. Đệm mỏng em có con này. Đây. Toàn bọn bán thân. Đờ mờ toàn bọn bán thân. Ai bán thân? À
ai bán thân? Nói lại, cho nói lại. Ai bán thân? Vô duyên. Ai bán? Vợ mày hay người yêu mày bán? Ăn nói. Đừng có thấy người ta hiền mà bắt nạt nhá. Người ta nói cho đi bảo là người ta láo. Nói bảo là đánh đá. Cứ để đè đầu cưỡi cổ à. Đừng có vào cái livestream người ta mà nói lên thang lên thuyên. Mắc chồng đấy. Rồi. Xinh không ạ? Comment này em nhìn là S12. S12 và để lại số điện thoại giúp em. S12 và để lại số điện thoại cho em mẫu này. Cái quả áo này thì nó có mút tầm 2 phân. Mút của nó tầm 2 phân, nó rất là đẹp. Eo ơi, mình mang tiếng là đàn ông đàn nang và là sức dài vai rộng ấy. Mày mình vào cái livestream của người của con nhà người ta. Người ta đang bán hàng văn minh như thế này, người ta đang bán hàng lịch sự như thế này. Người ta chả có cái lời gì gọi là khiêu dâm, hay là người ta chả có một cái lời gì gọi là ảnh hưởng đến gọi là hạnh phúc gia đình của nhà mình cả. Mà mình vào mình nói những cái lời lẽ mà nó cảm giác nó thốt ra, mà cảm giác là nói ra một cái lời con, một cái từ comment thôi mà làm cho người khác là phát hiện luôn là mình gọi là mình không có học thức luôn rồi. Mình gọi là giống kiểu là sao ta? Chán đời. Cái này comment này em thì là S12 và để lại số điện thoại cho em. Lên quần lót lưng cao để em một tí xíu, hôm nay em về một cái loại quần lót lưng cao rất là đẹp luôn. S12 và để lại số điện thoại này. Con này của em thì là mút tầm 2 phân thôi. Đó. Cái này mút của nó tầm 2 phân thôi, nó mỏng thôi. Nhưng mặc lên nó rất là đẹp nhé cả nhà nhá. Mút mỏng, nâng đẩy cực kỳ xinh luôn. S12 và để lại số điện thoại cho em. Mã đầu tiên à, đợi em xíu, em vừa mới thay xong chị Ngô Phụng ạ. Em có màu trắng, có màu ghi và có màu đen. S12 280.000, bao gồm là một quần và một áo giúp em. S12 và để lại số điện thoại cho em. S12 và để lại số điện thoại cho em là 280.000, bao gồm một quần và một áo giúp em. Đây ạ. Cả quần và cả áo nhá. S12 và để lại số điện thoại cho em. Đây. Đây S12 và để lại số điện thoại cho em. S12 và để lại số điện thoại. Quần lót em có nhiều mà, em có nhiều quần lót mà, đợi em một tí xíu nhá. Quần lót cạp cao đúng không? Hôm nay em mới về một cái loại này. Đây nhá, quần lót bây giờ em còn khoảng chục mã thôi. Thế thì bây giờ em sẽ lên hết tất cả các mã quần lót và em sẽ quay lại áo lót cho các bác nhá. Quần lót em có tầm còn chục mã thôi. Cái con quần lót đầu tiên này, quần này là quần Q16 này. Quần này là quần cốt tông 100%, loại này là loại mẫu mới của năm nay, nó rất là mát luôn. Quần này em thì đang bán là 65.000 một quần, nhưng mà đối với các bác chốt đơn trên live tính các bác với giá là 50.000 thôi. Quần này các bác nhìn em nhìn nhá, là cặp cao, cốt tông, rất là đẹp, viền quần đó là viền đúc. Từ 50 cân cho đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa được con quần này. Nó rất là gọn bụng và ôm bụng đó cả nhà. Nâng nó gọi là đẩy mông nhá. Quần này mặc lên nó ôm mông, đẩy mông và cặp cao, ghen bụng, ghen mỡ lưng luôn các bác. Cốt tông thì mặc rất là mát rồi. Mã của nó là Q16, em nhìn có những cái màu như em thì đang cầm ở đây. Q16 và để lại số điện thoại cho em nhìn 200.000. Quần này chỉ đang có giá là 200.000 cho 4 quần. 200.000 cho 4 quần nhá. Q16 và để lại số điện thoại cho em. Q16 và để lại số điện thoại 200.000 cho 4 quần. Có loại nào mà đệm mỏng không? Đệm mỏng được em một tí xíu nhá. Con này đệm mỏng rất là đẹp này, S12 này. Q16 và để lại số điện thoại cho em. Đây là con quần lót mã đầu tiên. Rồi mã thứ hai này. Cái loại này thì em hiền xin phép là em hiền bán nốt cái chỗ hàng còn lại của nhà em hiền đang còn ở đây, là em hiền hết hàng. Hiện tại quần này em còn mỗi size L và size XL thôi, nên là chị nào có cái cân nặng từ 48 cân đến 65 cân thì các chị nên mua con quần này cho em. Số lượng nó có rất là ít các chị ơi. Quần này nó có size L và XL, hết mất size M rồi. Quần này nhà em hiền tặng các chị giá là 130.000 năm quần. Có 130.000 năm quần thì ra có 26.000 một cái thôi. Đó, rất là đẹp nhá. Cái này comment của em hiền. Cái này comment của em hiền, nó sẽ là mã quần đúc và để lại số điện thoại cho em. Quần đúc và để lại số điện thoại. Quần này là không đường may. Mặc lên nó rất là ôm bụng, ôm mông và cực kỳ mát các chị. Mặc không lộ viền đi xíu nào, bác nào mặc đồ mỏng đến cỡ nào ấy thì nên lấy sang loại này cho em. Siêu đẹp, siêu mát. Mùa hè cứ quần đúc mà phang cho em. 130.000 năm quần đấy là giá em mình xả rất là lỗ rồi. Em mình đang có 5 màu nhá. Đây, những cái màu em mình đang cầm ở đây và nó sẽ có thêm một cái màu gọi là màu đen nữa. Mã là quần đúc và để lại số điện thoại. 48 cân đến 65 cân là có size L, XL. 48 cân đến 65 cân là các bác mặc vừa cho em. Quần đúc và để lại số điện thoại 130.000 năm quần. Em khẳng định luôn là các bác sẽ không mua ở đâu được cái con quần này với giá là 130.000 năm quần đấy đâu.
không ở đâu có nhé cả nhà nhá. Quần đúc và để lại số họ cho em. Rất là rẻ, siêu mềm, siêu mát. 48 cân cho đến 65 cân là các chị sẽ mặc vừa giúp em. Ok chưa? Rồi mẫu tiếp theo này. Em này comment này em bị là Q1 và để lại số điện thoại. Chị nào có cân nặng từ 40 cân cho đến 50 cân. Chỉ có 40 cân đến 50 cân thôi, dưới 50 cân thì không lấy nhá. Đây, đây là mặt sau của nó. Cực kỳ gọi là hơi dây dợ một tí xíu, hơi sexy một tí xíu nhá. Sexy nhiều phải là hơi nhá. Đây. Em này thì comment về em thì nó sẽ là mã Q1. 160.000 cho 5 quần. Q1 và để lại số điện thoại cho em, 160.000 5 quần. Em còn 3 màu đây. Đó, dưới 50 cân là các bác mặc vừa cho em. Rồi ok, con quần này Q75 và để lại số điện thoại cho em. Gen rất là đẹp nhá, Q75. Q75 và để lại số điện thoại cho em. Mọi người ngắm mộ em nhìn cái form quần này nhá. Q75 và để lại số điện thoại giúp em. Các chị ơi, xinh vô cùng luôn. Rất rất là xinh luôn. Q75 và để lại số điện thoại giúp em. Các bác ngắm em cái phong quần này. Đẹp gọi là hết nước chấm luôn. Đây. 175.000 năm quần. Có 175.000 năm quần thôi. Mã là Q75 cho em. Rất là đẹp. Gen này khoảng dưới 60 cân các chị mặc vừa. Nó khoét hai bên này nhé. Đây. Em có những cái màu như thế này. Xinh lắm. Siêu siêu đẹp. Q75 và để lại số điện thoại cho em. Rồi mã tiếp theo này. Em có một con quần cốt tông này nữa, cũng rất là xinh. Quần này thì comment này em thì là Q50. Quần này là quần cốt tông nhá. Viền quần cũng là viền đúc này. Mặc cái loại này nó cũng ôm bụng, rất là gọn bụng luôn. Mã này là Q50. 200.000 cho 5 quần. Nghĩa là nó chỉ có 40.000 một con quần lót thôi. Mặc loại này thì auto mềm và rất là mát. Mã này của nó sẽ là mã Q50 và để lại số điện thoại cho em. Q50 và để lại số điện thoại cho em. Đây, các bác ngắm hoa em hiền. Quần này là đỉnh của chóp luôn các chị. Siêu mát nhá, quần này em vẫn đang lấy để cho mẹ em để mặc. Thích vô cùng luôn. Q50 và để lại số điện thoại cho em. Đây ạ. Quần này chỉ đang có giá là 200.000, 200.000 cho 5 quần thôi. Q50. Mặc thử vào mới biết à. Không cần thử. Không cần thử, đã cháy hàng rồi, thử có phải chết à. Thử nó mà. Lên thêm một ít áo lót nữa nha. Em lên mấy con sexy nha. Ơ Huy ơi, mày bị ngáo đá à Huy? Mày bị ngáo đá à? Hả? Ai làm gì mà mày vào đây mày chửi? Mày bị ngáo đá à? Điên này. Mày ghen tị với sắc đẹp của tao à? Ôi, giờ này chán dã man ấy. Sao mà Facebook của em giờ này toàn là những cái thành phần gọi là hão huyền ấy. Nó bị ngáo đá các bác. Tự nhiên hôm đó nó nói chửi em. Bị điên rồi. Quá mệt mỏi. Quá là mệt mỏi. Quần nhiệt bụng em có lên rồi, người đẹp đợi em xíu em lên lại cho người đẹp ngắm nhá. Đây. Xinh không ạ? Mệt mỏi thật sự luôn ấy. Tiếp theo, comment của em thì là S3. Xem lại áo đầu lai đợi em một tí xíu nha. Để em một tí xíu nhá. Comment của em thì là S3 và để lại số điện thoại cho em. S3 và để lại số điện thoại cho em mã này. Em có màu rêu này, màu trắng, màu đen và màu đỏ. Cái này là có gọng và không có mút nên là mình ai mà mình làm ngực mình có ngực mình mặc loại này sẽ rất là xinh nhá. Dòng này là dòng cao cấp đấy ạ, gen rất là đẹp luôn. S3 và để lại số điện thoại gen 270.000 bao gồm là một quần và một áo cho em. S3 và để lại số điện thoại gen. Đây ạ. Quần gen bụng đúng không ạ? Quần gen bụng em có loại này, em còn một loại quần lót gen bụng này cũng rất là xinh này. Quần này là quần gen này. Quần này thì bác nào có cân nặng khoảng từ 50 cân trở lên đến 65 cân là mình mặc vừa cho em con quần này. Mã này comment của em thì nó sẽ là mã Q55. Q55 và để lại số điện thoại cho em. Q55 và để lại số điện thoại cho em. Mày bị ngáo đá ấy Nguyễn Huy ạ. Méo ai làm gì mày vào đây mày chửi. Mày chửi ai?
Quần này comment này em hiện nó sẽ là mã Q55 nhé cả nhà nhé. Quần này em hiện đang bán là 79.000 một quần. Giá thành nó hơi cao nhưng mà chất lượng và cầu phong quần này nó rất là đẹp các bác. Em hiện tặng các chị con quần này với giá là 100... Con quần này em tặng các chị giá là 180.000 cho 3 quần. Có nghĩa là đang từ 79.000 giảm con quần này chỉ còn có 60.000 một quần thôi. Cái này comment của em thì nó sẽ là mã Q55 và để lại số điện thoại cho em. Q55 và để lại số điện thoại cho em con quần này. Q55 và để lại số điện thoại cho em. Rất là đẹp các bác ơi, siêu siêu đẹp luôn. Q55 nhé cả nhà nhé. Chị muốn đang cần tìm áo nâng đẩy đúng không? Siêu siêu nâng đẩy đúng không ạ? Siêu siêu nâng đẩy, em có cái mẫu đây, mẫu này rất là nâng đẩy luôn. Không ngọng, rất là nâng đẩy luôn. Q55 ạ. Xem phong trắng là chị muốn xem cái gì ạ? Chị muốn xem cái này đúng không? Cái mẫu này đúng không? Cái này nó không có gọng đâu ạ. Q75 cho xem lại, con Q75 là cái con nào nhá? Ở đây, con Q75 là con này. 175.000 năm quần. Đây ạ. Rất là đẹp. Q75 của em đây. Q75 đây. Ok chưa ạ? Rồi con này là S3 nhé cả nhà nhá, 270.000. Muốn tìm áo rất là nâng đẩy đúng không ạ? Siêu siêu nâng đẩy có chứ. Nhà em cái gì cũng có nhá. Đây để em mặc cho các bác ngắm con này. Nếu mà để mà áo nâng đẩy thì em có mẫu này. Rất là nâng ngực luôn. Có quần cao tới rốn không? Em có chị. Kiểu gì quần cao tới rốn em, cao qua rốn em có luôn á. Em này comment của em thì nó sẽ là mã V8. Một em áo gọi là rất là nâng ngực luôn. Cực kỳ nâng ngực luôn. Comment của em thì là V8 và để lại số điện thoại cho em. Đây ạ. V8 và để lại số điện thoại cho em. Đệm em này là đệm dày 5 phân. Nâng ngực nhiều nhá. V8 giúp em. Các bác ngắm cái quả mút này. Đệm này là đệm dày những 5 phân này. Đó. Đệm con này là đệm dày 5 phân. Mút đệm mút rất là mềm, dòng này là dòng không có gọng. Và con này chỉ dành cho những chị nào ngực béo thôi, kiểu như là ngực bé thôi. Ngực to là em không ngực to em khuyên là không nên lấy nhá. Em có màu tím là 1 này. Em có màu xanh là 2 này. Em có màu đen này, màu kem này và có màu cam này. Cái mẫu này của em thì là chỉ dành cho những chị nào ngực bé thôi. Nó cực kỳ nâng đẩy luôn, em thì lên mẫu đầu like ngay bây giờ đấy ạ. Comment của em thì nó sẽ là mã V8 và để lại số điện thoại cho em. 175.000 bao gồm là một quần một áo. V1 à, V1 em chỉ còn hình như là còn mỗi 34 thôi người đẹp ạ. Cái này comment của em thì nó sẽ là mã V8 nhá. Màu cam là 1 này, màu tím là 2 này, màu xanh là 3 này, màu kem và màu đen. 175.000 bao gồm là một quần và một áo giúp em. V1 và để lại số điện thoại. Huy ơi, Nguyễn Huy ơi, mày thể hiện ở đây với ai? Em ơi, comment nhiều lắm ý. Comment nhiều lắm ý. Sợ thật ý. Ôi sợ quá ý. Comment nốt đi. Cái này comment này em là V8 và để lại số điện thoại nhá. 175.000 bao gồm một quần một áo nhá. Em ơi, người ta dễ thương, người ta đáng yêu như thế này. Mà cứ vào đấy chửi. Chửi cái gì? Tao cướp miếng comment áo của nhà mày à? Em ơi, sợ thật đấy. Tao đụng đến nồi cơm của nhà mày à? Em ơi, sống văn minh lên em ơi. Cái này comment này em thì là V8 nhá. Cái này nó không có gọng đâu. Những cái quả này nó rất là mềm. Mặc lên nó nâng ngực nhiều lắm. 175.000. Em lấy siêu nâng mà có gọng à? À, siêu nâng mà có gọng đúng không ạ? Đây. Siêu nâng mà có gọng. Em có cái con... lúc nãy em có lên con V21 rồi. Và chị lấy sang con này. Con C45 này này. Đẹp. Đây em là con này xem này.
Đây này. Dây áo vừa nhỏ vừa gọn, rất là mảnh đẹp. Con này là 3 phân thôi, 3 phân thôi nhưng rất là đẹp nhá. Có kiểu nào không dây mà không bị tụt không? Ôi người đẹp ngắm lại like giúp em đi. Em có lên, em có lên mấy mã. Em có lên mấy mã áo quay ấy. Lên có lên mấy mã, 4-5 mã nhá. Ví dụ có C21 này, có C15 và con V19 này, là những mẫu áo quay để dành cho các bác mà mặc quay và khai dây rất là đẹp đó. Dạ ngực em nách hai bên, ngực to hai bên mà chạy mà mỡ nách hả? Ngực to mà hai bên mỡ nách hơi nhiều đúng không ạ? Ngực to mỡ nách hơi nhiều. Ghen lưng ghen mỡ nách để em xíu nhá. Comment hệ em thì là C45. Nhiều bác comment em không có đọc được hết comment, vậy nên các chị có thể inbox giúp em nhá. Thì để nhân viên thì em tư vấn, hoặc là các bạn sẽ gửi hàng cho mình xem nhá. Kiểu vừa bán hàng vừa khoe hàng ai chả biết. Ôi giời ơi, nói vừa đúng lại vừa to chứ. Người ta bảo là đẹp thì khoe, xấu thì chê. Em chả có cái gì xấu cả, nên là người em tất cả để trên dưới em đều đẹp, em phải khoe bác ơi. Thông cảm của em nhá. Rồi em này comment này, em hiện là C45 và để lại số điện thoại cho em. Áo này đệm dày nâng đẩy cực kỳ đẹp luôn. Em đang tặng con áo này, các chị giá là 139k một áo thôi. À cái mẫu đang lúc chiều, mẫu đang lúc chiều, đợi em một tí xíu nhá. Cái áo quần lúc chiều nay em đang quần đúng không? Chiều nay là em đang mũ quần thôi mà đúng không? Cái này comment này em hiện nó sẽ là mã C45 này. Áo này của em hiện là đệm dày 3 phân, có gọng, rất là nâng ngực luôn. Các chị ngực bé mà con này rất là xinh, cái dây áo rất là nhỏ gọn nhá. Có 139k một áo thôi. Comment này em thì là C45 và để lại số điện thoại. S17 em còn hàng đó người đẹp ơi. S17 em còn hàng đấy ạ. C45 và để lại số điện thoại cho em, 139k một áo. Ồ chả hiểu sao ấy, nhưng mà không tiếp không được chị ạ. Đây em mặc cái con áo đầu lai. Đầu lai mặc màu. Đây mặc áo đầu lai cho các bác ngắm. Em mặc cái con em mặc cái con màu màu kem nhá. Rất là xinh nhá. Đây. Rất là xinh. Em này comment của em hiện nó sẽ là mã C10. Đây là cái mẫu mà các chị hỏi rất là nhiều lần. Và đây là lần thứ tư em mặc lại em áo này. Đây là lần thứ tư em mặc lại em áo này trong cái buổi live ngày hôm nay. Cái áo này mặc rất là đẹp nha các bác nha. Em khuyên là mỗi bác phải nên lấy đủ màu cho em. Nếu không phải lấy 2-3 cái. Cái áo này thì thuộc dòng là mút mỏng, nhưng mà nó rất là ôm ngực và tạo khe. Nhớ em nhìn nhá, nó không có nâng đẩy nhá. Nó ôm ngực và tạo khe cực kỳ xinh luôn. Nó nên là ngực bé hoàn toàn mặc đẹp. Bởi vì nhà em hôm nay là nhân viên nhà em các bạn ý. Rất là nhà em 6-7 bạn nhân viên con gái là em bắt lôi vào nhà vệ sinh mặc hết. Mặc đều cực kỳ đẹp luôn. Rất là xinh. Cái này comment thì em thì nó sẽ là mã C10 và để lại số điện thoại cho em. Ngực to mặc đẹp, ngực bé mặc cũng rất là đẹp. Và áo này các chị có thể mặc quay mặc hai dây đều rất là tuyệt vời luôn. Cái dây áo nó rất là chắc chắn nha. Áo này em hiện đang bán là 260.000 trong một áo. Đối các bác mà chốt đơn ở trong inbox hoặc là các bác comment chốt đơn. Còn mà giá trên livestream này thì các bác chỉ chốt với giá là 199k thôi. Mình đặt hàng trên livestream cho em, ngày mai sẽ có nhân viên gọi điện chốt đơn luôn. Giải quyết đơn hàng nhanh tức khắc mà inbox sẽ trả lời hơi lâu mà giá bị cao hơn. Rất là đẹp, con này là mẫu mới các chị ơi. C10 nhá. Nhớ em hiện này, mút mỏng. Đặc biệt cái quả áo này các chị ngực bé đến cỡ nào đi chăng nữa mặc cũng sẽ không bị bừa quả. Mặc lên nó rất là ôm luôn. Mặc cái này các chị mặc quay được. Còn bên này em mình là C10 màu hồng này, C10 màu cam này, C10 màu đen này và C10 màu kem. 199k cho một áo, size 34, 36 và 38. Mã là C10 và để lại số điện thoại cho em. À cái mẫu hổ lưng thì em có lên 2 mã rồi. Người đẹp có thể xem lại like cho em hiền được không? Comment thì em hiền là C10 và để lại số điện thoại cho em hiền nhá. À các chị cũng hỏi quần cặp cao từ rốn đây. Quần cặp cao từ rốn hôm nay em hiền về cái mã quần này rất là đẹp. Mà cái mã này hôm nay em hiền vừa mới up ảnh lên đấy cả nhà. Con này là C10 nhé cả nhà nhá.
199k. Đây các bác ơi, ngắm hộ em Hiền. Quần cặp cao qua rốn này, rất là đẹp nhá. Quần cặp cao qua rốn này. Nguyễn Huy, tao không yêu cầu mày nói cái gì đâu Nguyễn Huy. Mày nói gì mày nói, tao vẫn like, tao vẫn bán hàng, tao vẫn ăn mặc như thế này. Mày nói một câu nữa tao lát tao mặc có con áo đẹp hơn, mặc con áo sexy hơn nữa. Nói hết rồi. Comment này em Hiền nó sẽ làm. Em ơi, tại sao buồn cười nha, có những người người ta chửi mình nha, người ta ghét mình lắm nha. Người ta chửi giống như kiểu là không còn cái từ nào để diễn tả nổi luôn á. Nhưng người ta vẫn xem like của mình. Người ta vẫn ngắm mình từ đầu like đến giờ. Người ta vẫn gọi là chảy dãi. Chảy dãi nha. Nhưng mà người ta vẫn chửi mình. Thế là thế nào? Bảo ghét mình, chửi mình. Thế mà vẫn xem like của mình. Giờ này còn chị bằng con xem like. Không còn like làm gì. Comment này em thì là Q16 và để lại số điện thoại xem quần này đẹp, quần cốt tông 100%. Mặc lại biết là thấy eo ngay. 200.000 cho 4 quần. 200.000 cho 4 quần. Cái quần này rất là đẹp này. Siêu đẩy có gọng là mã bao nhiêu? Siêu đẩy có gọng em có con V21. Ngắm lại like cho em đi, em vừa lên con V21 rất là đẹp. Nó có gọng và đệm giày của nó là 4 phân. Rất là nâng đẩy luôn. Cái này comment hỏi em thì nó sẽ là mã Q16 nhá. Quần cặp cao, ghen bụng nữa cả nhà, và rất là đẩy mông ôm mông luôn. Quần lót dưới 65 con là mình mặc vừa cho em, Q16. Đây, Kim Tiền ơi, không biết là chị mặc size gì. Em có một cái con này, nó không có gọng đâu, nhưng mà mặc lên đẹp lắm. Đệm giày của nó là đệm giày 5 phân. Con này của em thì là đệm gần 2 phân thôi. Đây chị ạ, đây em mặc cho chị con này. Nó không có gọng đâu, nhưng mà nó cũng là đệm giày 5 phân. Rất là nâng luôn. Đâu nhỉ? Em hãy tìm cho chị. Nó xinh lắm luôn đấy, nhưng mà đây em để đâu rồi này. Không gọng đâu, nhưng mà nó nâng ngực đẹp lắm. Đây rồi. Em nghĩ là chị nên trải nghiệm con áo này. Không cần có gọng đâu mà có gọng đau lắm. Q16 giá là 200.000. Là 200.000. 200.000 cho 4 quần. 200.000 cho 4 quần có nghĩa là nó rơi vào 50.000 một quần. 50.000 một quần nhé. Đây này. Đệm rất là dày. Đệm dày những 5 phân. Cực kỳ nâng luôn. Mấy kiểu có dây chéo cổ còn không? Dây chéo cổ, đệm dày hay đệm mỏng chị? Nếu mà đệm dày thì em hết rồi. Em còn đệm mỏng thôi. Em còn đệm mỏng thôi ạ. Đẹp quá trời đẹp luôn. Đây này, lấy con này, lấy con này cho em này. Ngực bé thì lấy con này cho em này. Ôi no, đừng nghĩ như vậy nha. Chị thử con áo này của em đi. Chị ơi, thử em áo này của em đi. Đừng có nghĩ nha. Đừng có nghĩ là hàng không có gọng là nó sẽ bị tụt nha. Nó phải, chị nghe em, chị lấy con này đi. Đẹp vô cùng luôn. Mặc vừa nhẹ vừa thích này. Chị mua thử chiếc này của nhà em đi. Cái này comment của em thì nó sẽ là mã V5 và để lại số điện thoại cho em. Đệm dày. Thôi con này chỉ dành cho các chị ngực bé thôi. Nâng đẩy lắm. Máy sập nguồn rồi, chẳng đọc được comment nữa rồi. Cái này comment của em thì nó sẽ là mã tự nhiên đấy. Nó rửa tự nhiên đấy bác. Nó rửa tự nhiên đấy. Comment của em thì nó sẽ là mã V5 và để lại số điện thoại cho em. Chết rồi các bác ơi, nó bị tắt nguồn rồi. Không nghe được nhạc và cũng không xem được comment nữa rồi. Quần gen nó rất là đẹp luôn. V5 và để lại số điện thoại cho em. V5 và để lại số điện thoại cho em. Quần đẹp lắm các chị ơi. Rất rất là nâng ngực luôn. Trời ơi, con này chỉ dành cho những chị nào ngực bé thôi nhá. Ngực to thì em khuyên là không nên lấy. Đó. Comment thì em thì là V5 và để lại số điện thoại. Lấy thử cho em cái này đi. Nghe em lấy thử cái này. À, cái này em chỉ có 34 và 36 nhá. Không có 38 nha các bác nhá. Em có màu cam, màu hồng và màu đen. Đệm giày 5 phân không có gọng nhưng rất là nâng ngực luôn. 280.000 thôi. Con này chỉ dành cho những chị nào ngực bé. Em khẳng định luôn là mặc nó cực kỳ ôm ngực và đẩy ngực nhiều. Cái dáng này dáng nửa quả các chị. Dáng của nó là dáng nửa quả. Và nó có khe ngực nữa. Vậy nên là mình mặc cái nó khoét ngực sâu mà cảm giác có khe ngực nó rất là đẹp luôn. Đó, cái này comment này em mình là V5 nhá. Cái mẫu này quá trời đẹp luôn. Bây giờ làm nào rồi nhở? Em không đọc được comment của các chị nữa rồi.
Máy em nó bị hết pin, nó sập nguồn mất rồi. Hết pin nó sập nguồn rồi, nó tắt luôn cả nhạc rồi. Khỏi đọc comment luôn. Facebook đợt này nó... Facebook đợt này em livestream em không đọc được comment của các bác. Con này em chỉ còn 34 và 36 rồi, hết mất 38 rồi. Hết mất 38 rồi các chị ạ. Còn con nào 38 nữa nhỉ? Có gọng mà 38. Nếu như các bác mà... Các chị inbox cho em đi. Bây giờ các chị inbox đi, em gửi ảnh cho bác. Các bác muốn là tìm áo đệm dày hay áo đệm mỏng mà có gọng hay không gọng, các chị inbox cho em nhá. Inbox cho em để nhân viên nhà em, các bạn ấy sẽ gửi ảnh cho mình để các bạn ấy tư vấn cho mình nhá. Tại vì bây giờ là máy em nó bị sập nguồn, em không có đọc được comment của các bác. Không có đọc được comment nữa, thế nên là không biết là các bác hỏi cái gì ấy để mà chốt đơn. Cái cả bây giờ cũng là 11 rưỡi rồi đúng không cả nhà. Nên là em xin phép cả nhà em dừng live đây nhá. Và em hẹn các chị vào ngày mai nha các bác nhá. Hẹn các chị vào 12 rưỡi trưa ngày mai nhá. Hẹn các bác 12 rưỡi ạ. Em sẽ quay trở lại với các bác. Còn bây giờ muộn rồi. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem livestream của em. Và hẹn các chị vào 12 rưỡi trưa ngày mai. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bác comment nốt đi ạ. Giờ không biết là ai comment cái gì luôn đó cả nhà. Thông cảm cho em hiền nha. Rồi ok, chúc cả nhà ngủ ngon ạ.